Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2641, hy vọng, không ngừng khiếp sợ. Được ổ quang vinh ném vào bên trong thần chỉ Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn vô cùng không sảng khoái, nhưng hắn đối lão đầu nhi này cũng không ghét, chí ít lão đầu nhi này rất trực sảng. Khi tiến vào bên trong thần chỉ sau, Diệp Thần Phong thân thể được 5 loại màu sắc thần chỉ chi thủy cho đắm chìm vào rồi. Hắn không kịp nghĩ đến những chuyện khác, chỉ cảm thấy thần chỉ chi thủy bên trong dược lực đang nhanh chóng tiến vào trong thân thể của hắn. Toàn thân hắn gãy vỡ xương cùng gân mạch, trải qua dược lực quay chung quanh sau đó tại dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng khép lại. Cùng lúc đó, Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư cũng đến nơi này. Tuyết Ngưng Tư nhìn xem ngâm tại bên trong thần chỉ Diệp Thần Phong, người trong con ngươi xinh đẹp lạnh lẽo một mực không có biến mất qua, tỷ. Ngươi liền thật sự như thế tin tưởng nhân loại này tiểu tử sao? Hắn chỉ có 30 tuổi, tu vi của hắn hội cường đi nơi nào? Nguyên bản tại thần ma giới không có cụ thể cảnh giới phân chia, năm đó ở ma tộc nỗ lực tranh bá thế giới bên ngoài lúc, mới đưa bên ngoài thế giới hệ thống sức mạnh dẫn vào tiến vào. Cho nên, tại bây giờ thần ma giới, tu vi phân chia cùng thần nguyên giới là giống nhau như đúc. Ổ Quang Vinh gật đầu nói, tu vi của hắn xác thực sẽ không cường đi nơi nào, thậm chí tu vi của hắn vô cùng có khả năng tại hóa thần cảnh bên dưới. Hóa thần cảnh cách bọn họ bây giờ thần đế cảnh nhưng xa xôi đến làm, hơn nữa Ổ Quang Vinh suy đoán Diệp Thần Phong tu là còn tại hóa thần cảnh dưới, người như vậy ở trong mắt bọn họ quả thực chính là nhỏ yếu con kiến. Lan Vân mím môi, nói ra, những này ta đều rõ ràng, chỉ là hiện tại ta cần một cái hy vọng. Bằng không ta thật sự chống đỡ không nổi đi rồi. Nhìn thấy Lan Vân bất lực dáng vẻ, Tuyết Ngưng Tư trong con ngươi xinh đẹp lạnh lẽo biến mất rồi, tỷ, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Giờ khắc này, thần ở trong hồ Diệp Thần Phong, hắn khuôn mặt lộ ra sảng khoái biểu lộ, ngâm tại thần trì này bên trong, quả thực là rất thư thái, có một loại tại tắm suối nước nóng cảm giác, nơi này nước ấm cũng vừa hay thích hợp. Thần chỉ chi thủy bên trong dược lực cuồn cuộn không đoạn tiến vào Diệp Thần Phong trong thân thể, hắn bị tổn thương xương cốt cùng gân mạch bên trên, có một loại cảm giác tê tê dại dại, khiến hắn suýt chút nữa đều phải tại bên trong thần chỉ ngủ rồi. Theo thời gian từ từ trôi qua, 5 tiếng qua đi, Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cùng gân mạch hoàn toàn khôi phục rồi, thậm chí trở nên so với lúc trước càng cứng rắn hơn cùng cứng cỏi rồi. Chỉ là hắn cái kia che kín vết rạn nứt đan điền, vẫn không có yếu chữa trị xu thế, này thúc đẩy hắn chân mày cao lại. Cảm nhận của hắn lực toàn bộ tập trung vào che kín vết rạn nứt trên đan điền, khi hắn nghĩ nên làm gì thời điểm. Rốt cuộc những kia chảy vào bên trong thân thể của hắn dược lực, tại toàn bộ hướng về đan điền của hắn chảy xuôi mà đi rồi, xem ra này khôi phục cũng là có một cái thứ tự, đầu tiên là khôi phục hắn xương cốt toàn thân cùng gân mạch. Thứ yếu mới là khôi phục đan điền của hắn. Trải qua thần chỉ chi thủy bên trong dược lực uẩn nhưỡng, nguyên bản yếu vỡ vụn đan điền, bắt đầu trở nên vững chắc, bên trên vết rạn nứt tại một cái lại một cái chữa trị. Theo đan điền chậm rãi khôi phục, Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông cũng bắt đầu chảy xuôi, bên trong thân thể của hắn thật khí thế đang chậm chậm tăng lên rồi. Khởi điểm khí thế chỉ tăng lên tới hóa thần cảnh. Bởi vì đan điền chỉ là bắt đầu chữa trị, một lần không thể tăng lên quá mạnh. Cảm nhận được Diệp Thần Phong trên người hóa thần cảnh thật khí thế. Ổ Quang Vinh khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới a hát. Tiểu tử này chỉ là 30 tuổi là có thể đến hóa thần cảnh rồi. Lan Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng nói, nhân loại này tiểu tử tu vi không ngừng hóa thần cảnh. Chỉ thấy theo Diệp Thần Phong đan điền chữa trị càng ngày càng tốt. Hắn khí thế trên người lần thứ hai đi lên kéo lên, lập tức lướt qua nhiều cấp độ, vọt thẳng đánh tới thiên thần cảnh. Lúc này Lan Vân bọn hắn toàn bộ là ngốc trệ, một cái 30 tuổi thiên thần cảnh tu vi người. Tuyết Ngưng Tư cũng không cách nào bình tĩnh, hắn thậm chí có thiên thần cảnh tu vi. Nhưng là tại Tuyết Ngưng Tư tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Diệp Thần Phong khí thế trên người lần thứ hai dâng lên, chỉ vì hắn trên đan điền vết rạn nứt lại chữa trị không ít. Vọt thẳng nhập thần vương cảnh, sau đó có thừa thế xông lên vượt qua thần vương cảnh, tạm thời dừng lại ở thần tôn cảnh sơ kỳ bên trên. Lần này Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư cùng Ổ Vinh biểu lộ trở nên phải có nhiều đặc sắc liền có nhiều đặc sắc,
Bọn hắn quả thực là không dám đối với tin lực cảm giác của mình rồi, nhưng hết thảy đều bày tại trước mặt bọn họ, Diệp Thần Phong bây giờ khí thế xác thực có thần tôn cảnh sơ kỳ cường độ rồi. Điều này sao có thể? Hắn mới 30 tuổi mà thôi, hắn làm sao sẽ đến thần tôn cảnh sơ kỳ? Bởi vì khiếp sợ, cho nên Tuyết Ngưng Tư trên người liền một tia lạnh lẽo cũng không có. Hồ Quang Vinh nuốt một ngụm nước bọt, xem ra chúng ta đều nhìn lầm, khó trách hắn nói có thể giúp chúng ta, hắn có thể đủ lấy tuổi như vậy, đến tu vi như thế, trên người hắn khẳng định có chỗ bất phàm. Hay là trong lòng không phục, Tuyết Ngưng Tư nói ra, thiên ảnh ma trùng nhưng là ngay cả chúng ta thần đế cảnh cường giả cũng không thể tránh được, hắn coi như là thần tôn cảnh sơ kỳ tu vi, chỉ sợ cũng không giúp được chúng ta đi. Chỉ là tại Tuyết Ngưng Tư vừa vặn nói xong trong nháy mắt. Diệp Thần Phong vỡ vụn đan điền lại khôi phục không ít, khí thế trên người trực tiếp vội vã xông vào thần tôn cảnh đỉnh phong, hơn nữa là thần tôn cảnh đỉnh phong trung cực cảnh đỉnh phong. Lần này Lan Vân đám người ai cũng không nói chuyện rồi, bọn hắn trong đầu hoàn toàn là trống rỗng rồi. Đây rốt cuộc là yếu chơi loại nào? Như vậy giật mình, để trái tim của bọn họ là một mực kinh hoàng không ngớt a hát. Bất quá, Lan Vân trong con ngươi xinh đẹp cũng lộ ra ánh sáng hy vọng. Chỉ cần Diệp Thần Phong tu vi càng mạnh, điều này nói rõ Diệp Thần Phong càng có năng lực thật sự giúp bọn họ trừ đi trong óc thiên ảnh ma trùng. Đại trưởng lão, người nói hắn sẽ không phải là thần đế cảnh cường giả chứ? Lan Vân nói ra, Tuyết Ngưng Tư đoạt trước một bước trả lời, người giọng nói chuyện trong tràn đầy khiếp sợ tỉ, cái này không thể nào, muốn bước vào thần đế cảnh không phải là dễ dàng như vậy, hắn 30 đến cực cảnh đỉnh phong đã là một chuyện khó mà tin nổi rồi. Lúc trước chúng ta từ cực cảnh đỉnh phong bước vào thần đế cảnh dùng bao nhiêu năm đây? Hồ Quang Vinh cũng gật đầu nói, đúng vậy, thần đế cảnh xác thực không phải dễ dàng như vậy bước vào, hắn không. Chỉ là Hồ Quang Vinh trong cổ họng thanh âm đột nhiên im bặt đi. Tuyết Ngưng Tư trên mặt cũng biến thành đỏ lên một mảnh. Diệp Thần Phong đan điền hoàn toàn khôi phục được rồi, trên người hắn khí thế đột nhiên xông vào thần đế cảnh sơ kỳ. Đây rốt cuộc là nơi nào nhô ra ra súc? Hồ Quang Vinh cùng Tuyết Ngưng Tư muốn điên rồi, không mang theo như vậy a hát. Một hồi khí thế tăng lên một cái, một hồi khí thế tăng lên một cái. Này ngược lại cũng không phải Diệp Thần Phong cố ý gây nên, đó là bởi vì đan điền của hắn tại từng điểm khôi phục. Theo đan điền khôi phục càng nhiều, hắn khí thế trên người tự nhiên cũng tăng lên càng nhiều. Thấy Diệp Thần Phong khí thế trên người rốt cuộc đình chỉ lại. Không lên trên nữa tiếp tục kéo lên. Hồ Quang Vinh bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tại tiếp tục như vậy, trái tim của bọn họ thật sự chịu không được. Một cái 30 tuổi thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, đây đã là để cho bọn họ chố mắt ngoác mồm, để cho bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được rồi, hoàn toàn là một loại cảm giác đang nằm mơ. Chương 2642, đột phá, phát hiện, thân ở thần trì bên trong Diệp Thần Phong. Hắn đương nhiên cảm thấy nguyên bản che kín vết rạn nứt đan điền đã khôi phục được rồi, thậm chí đan điền của hắn cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ. Bây giờ hắn xương cốt, gân mạch cùng đan điền toàn bộ có biến hóa, hơn nữa thần chỉ bên trong dược lực cùng sức mạnh vẫn không có tiêu hao sạch sẽ. Diệp Thần Phong đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, hắn một mực bức thiết muốn yếu tăng cao thực lực, bây giờ khoảng cách cùng Hà gia đối kháng tháng ngày là càng lúc càng ngắn rồi. Cho nên hắn cũng không hề từ bên trong thần chỉ đi ra. Khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển, hắn bắt đầu chủ động đem thần chỉ chi thủy bên trong dược lực cùng sức mạnh, tấn mãnh đưa vào thân thể của mình bên trong. Bây giờ bên trong thân thể của hắn đã không có thương thế, những dược lực này cùng sức mạnh tiến vào trong cơ thể hắn sau đó tự nhiên là bị hắn cho liên tục hấp thu, không ngừng chuyển hóa thành bên trong thân thể mình năng lượng. Tu vi đến thần đế cảnh sau đó muốn bước ra một cái tiểu tầng thứ đều là cực kỳ chật vật. Thần chỉ này chi thủy tuy nói phi thường thần kỳ, thế nhưng muốn cho người tu luyện tại thần đế cảnh bên trong trực tiếp tăng lên một cái tiểu tầng thứ, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn đây là đang làm gì? Lẽ nào hắn muốn lợi dụng thần chỉ chi thủy, trực tiếp từ thần đế cảnh sơ kỳ bước vào thần đế cảnh trung kỳ sao? Hắn quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như tại thần đế cảnh bên trong tăng cao tu vi đơn giản như vậy năm đó ta chỉ yếu ngâm một cái thần trì là tốt rồi, thần trì này chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng. Tuyết Ngưng Tư cau mày nói ra, người vẫn không có từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại,
trong lòng nàng là không phục lắm. Tuy nói tu vi của nàng so với Diệp Thần Phong cao, thế nhưng người tại 30 tuổi thời điểm, tu làm căn bản liền cho Diệp Thần Phong sách giày cũng không xứng. Hồ Quang Vinh đối với Lan Vân, hỏi có muốn hay không khiến hắn từ bên trong thần chỉ đi ra. Lan Vân lắc lắc đầu, không cần, dù sao cái này cũng là một lần cuối cùng mở ra thần chỉ rồi, cho dù khiến hắn hiện tại đi ra, đồng dạng là không cách nào bảo vệ thần chỉ được rồi. Tại bên trong thần chỉ Diệp Thần Phong, hắn đối với Lan Vân bọn hắn nói chuyện là mắt điếc tai ngơ, hắn chỉ là không ngừng đem thần chỉ chi thủy bên trong dược lực cùng sức mạnh tụ hợp vào trong cơ thể của mình. Muốn từ thần đế cảnh sơ kỳ đột phá đến thần đế cảnh trung kỳ, chỉ là có lực lượng đủ mức chống đỡ vẫn là không đủ đấy, quan trọng nhất là lĩnh ngộ của mình. Bên trong thân thể bốn loại vô thượng công pháp luân phiên vận chuyển, hắn hoàn toàn đắm chìm tại này bốn loại vô thượng công pháp bên trong, cảm thụ mỗi một loại vô thượng công pháp bên trong ảo diệu, hắn muốn từ nơi này chút công pháp bên trong lĩnh ngộ ra đột phá then chốt. Thần chỉ chi thủy bên trong sức mạnh liên tục ở trong cơ thể hắn tích lũy, nguyên bản có 5 loại màu sắc thần chỉ chi thủy, bây giờ trở nên càng ngày càng nhạt rồi, chẳng mấy chốc sẽ biến thành trong suốt bạch thủy rồi. Ngồi ở bên trong thần chỉ Diệp Thần Phong, hắn cặp mắt thật chặt nhắm, nhíu lông mày một khắc cũng không có buông lỏng, trên trán bắt đầu bốc lên chừng hạt đậu mồ hôi hột đến rồi. Rốt cuộc thần chỉ chi thủy bên trong dược lực cùng sức mạnh toàn bộ bị hắn rút sạch sẽ, nhìn thấy trở nên trong suốt cực kỳ thần chỉ chi thủy, Tuyết Ngưng Tư nói ra, ta đã nói rồi. Muốn phải dựa vào thần chỉ chi thủy bên trong sức mạnh, trực tiếp tại thần đế cảnh bên trong tăng lên một cấp độ là không thể nào. Chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, bên trong thần chỉ trở nên trong suốt nước, bắt đầu không ngừng bốc lên từng cái bọt khí, tiếp lấy trong đó nước dĩ nhiên toàn bộ sôi trào lên. Không gian chung quanh từng đợt vặn vẹo, không khí cũng trở nên vô cùng cuồng bạo lên. Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư cùng Ổ Quang Vinh toàn bộ là thần đế cảnh trung kỳ bên trên. Bọn hắn rõ ràng đây là đột phá dấu hiệu AH. Tại sao lại như vậy? Điều này sao có thể như vậy? Diệp Thần Phong dĩ nhiên thật sự muốn mượn thần chỉ chi thủy tại thần đế cảnh bên trong đột phá. Nói đến, này hoàn toàn là Diệp Thần Phong cơ duyên, lần này hắn xương cốt toàn thân, gân mạch cùng đan điền vỡ vụn, đang khôi phục sau đó thúc đẩy hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Lại tăng thêm thần chỉ chi thủy bên trong dược lực cùng sức mạnh cung cấp. Còn có bốn loại vô thượng công pháp bên trong cảm ngộ. Có thể nói này vài điểm là thiếu một thứ cũng không được, nếu như thiếu một dạng, như vậy hôm nay Diệp Thần Phong hẳn là liền không cách nào đạt được tu vi thượng đột phá. Diệp Thần Phong toàn thân đều bị vô cùng cường đại năng lượng bọc lại, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một địa phương đều khi chiếm được năng lượng rèn luyện. Da thịt, xương cốt, huyết dịch, ngũ tạng lục phủ, đan điền các loại tất cả. Không gian trở nên càng ngày càng vặn vẹo, không khí trở nên càng ngày càng bạo động rồi, nơi này cả mảnh không gian đều rung động chuyển động. Một cái nào đó trong nháy mắt. Nhất cổ khai thiên tích địa sức mạnh từ Diệp Thần Phong bên trong thân thể đột nhiên bộc phát ra. Nguồn sức mạnh này kinh người mà lại đáng sợ. Két, 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 ầm, ầm, ầm. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rạn nứt, tiếp lấy lại nhanh chóng bạo liệt ra. Mà Diệp Thần Phong vị trí thần trì, bởi vì dùng đặc thù vật liệu đá chế tạo thành, đúng là không có xuất hiện cái gì nổ tung, chỉ là bên trong thần trì nước được bốc hơi không còn chút nào. Đợi đến tất cả khôi phục lại yên lặng. Một vệt bóng người từ bên trong thần trì đi ra, từ nơi này lau người ảnh chi thượng tản ra thần đế cảnh trung kỳ khí thế mạnh mẽ. Cảm thụ trong cơ thể sau khi đột phá sức mạnh, Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên một vệt độ cong, chỉ là nhìn thấy chung quanh hỗn độn. Hắn lộ ra một vệt áy náy, thật không tiện, thanh nơi này biến thành như vậy. Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư cùng Ổ Quang Vinh nhìn xem Diệp Thần Phong ánh mắt, như cùng là nhìn xem một con quái vật bình thường bọn hắn hoàn toàn không có cách nào hình dung tâm tình của chính mình rồi. Diệp Thần Phong tiếp tục nói, hiện tại thương thế của ta khôi phục, muốn thanh trừ các ngươi trong óc thiên ảnh ma trùng, các ngươi nhất định muốn cho ta tìm hiểu một chút thiên ảnh ma trùng, không biết trong tay các ngươi có hay không sống thiên ảnh ma trùng. Được Diệp Thần Phong như vậy vừa nhắc nhở. Lan Vân bọn hắn rốt cục tỉnh táo lại, bọn hắn chế trụ khiếp sợ trong lòng. Ổ Quang Vinh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái trong suốt vật chứa, ở cái này trong thùng trang bị vài con so với móng tay út còn nhỏ thượng rất nhiều côn trùng.
Hồ Quang Vinh nói ra, đây chính là thiên ảnh ma trùng rồi, loại này côn trùng chỉ có đến người tu luyện trong óc, chúng nó mới có thể phát huy ra bản lĩnh tới, chúng nó hội thật chặt kề cận ngươi thức hải, nếu như ngươi muốn đưa nó giết chết, nhất định muốn kể cả thức hải của mình cũng cùng một chỗ phá hủy. Đương nhiên nếu như thiên ảnh ma trùng không có tiến vào trong óc lời nói, như vậy chúng nó liền sẽ có vẻ phi thường yếu đuối. Diệp Thần Phong nhận lấy ổ quang vinh trong tay vật chứa. Ngươi phải cẩn thận, thiên ảnh ma trùng có thể trực tiếp chui vào trong da của ngươi. Ổ quang vinh nhắc nhở. Diệp Thần Phong gật gật đầu, mà Lan Vân giải thích, hôm nay ảnh ma trùng là chết đi thần tộc tộc nhân trong óc, chỉ khi nào người tu luyện tử vong, chúng nó mới sẽ từ trong óc chủ động bò ra ngoài. Diệp Thần Phong nhìn xem bên trong dung khí thiên ảnh ma trùng, này hình thể cực nhỏ, thậm chí mắt thường yếu không thấy được côn trùng, chúng nó rất giống là phiên bản thu nhỏ con rết. Muốn hiểu rõ thiên ảnh ma trùng, Diệp Thần Phong chỉ có mạo hiểm tiếp xúc, trên người hắn có không ít lá bài tẩy, chỉ cần không cho thiên ảnh ma trùng tiến vào trong biển ý thức của hắn là được. Hắn đem vật chứa cái nắp mở ra, cái này vật chứa cũng là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành. Hắn mở miệng dĩ nhiên vô cùng sắc bén, hắn trình độ sắc bén không thua với vậy tiên khí rồi, cho nên không cẩn thận, ngón tay của hắn được phá vỡ, một giọt máu tươi nhất thời tích nhập bên trong dung khí. Tại Diệp Thần Phong tiên huyết nhỏ vào bên trong dung khí sau, bên trong thiên ảnh ma trùng dĩ nhiên nhanh chóng xông hướng giọt máu, bắt đầu điên cuồng thôn vệ giọt máu của hắn rồi. Sự phát hiện này, để Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt có ý biểu lộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2643, bầu không khí có chút không đúng. Tại bên trong dung khí thiên ảnh ma trùng cắn nuốt Diệp Thần Phong một giọt máu tươi sau. Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được mình và thiên ảnh ma trùng trong lúc đó dĩ nhiên sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư cùng ổ quang vinh tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, vẻ mặt của bọn họ lần thứ hai trở nên đặc sắc lên. Những ngày qua ảnh ma trùng toàn bộ là được ma tộc dùng tiên huyết luyện hóa, căn bản sẽ không đi thôn phệ những người khác tiên huyết. Nhưng hôm nay những ngày qua ảnh ma trùng dĩ nhiên điên cuồng thôn phệ Diệp Thần Phong giọt máu. Đây rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Lan Vân nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, người có cảm giác được gì hay không biến hóa? Những ngày qua ảnh ma trùng toàn bộ là ma tộc luyện hóa. Diệp Thần Phong cũng không hề lập tức trả lời Lan Vân vấn đề. Hắn đang không ngừng thử cùng vật chứa bên trong thiên ảnh ma trùng câu thông, hắn phát hiện những ngày qua ảnh ma trùng dĩ nhiên toàn bộ nghe lời của hắn, hắn yếu khiến những này thiên ảnh ma trùng hướng về nơi nào di động, những ngày qua ảnh ma trùng liền sẽ hướng về nơi nào di động. Diệp Thần Phong trực tiếp đem thiên ảnh ma trùng cho đổ đi ra, khống chế trên trời ảnh ma trùng ở trong không khí bay lượn. Loại này lớn lên khá giống con rết đồ vật, ngược lại vẫn có năng lực phi hành. Lan Vân bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong thuần thục khống chế thiên ảnh ma trùng, bọn hắn con mắt không nháy một cái, không thể tin được đây là sự thực. Ma tộc bồi dưỡng thiên ảnh ma trùng cứ như vậy được Diệp Thần Phong cho phá đi. Bất quá, tùy theo mà đến là cực gây nên mừng rỡ, Lan Vân bọn hắn không nghĩ tới thật sự xuất hiện kỳ tích. Diệp Thần Phong không biết những cái này thiên ảnh ma trùng tại sao thích hắn tiên huyết. Dù sao hiện tại có thể có phương pháp phá giải là được rồi. Lại nói những thứ này thiên ảnh ma trùng tại cắn nuốt hắn tiên huyết sau, toàn bộ nghe lệnh y rồi, này đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Lão Bạch cùng Lão Hắc nếu như ở nơi này, bọn hắn nhất định sẽ cười mắng Diệp Thần Phong vô chi. Phải biết Diệp Thần Phong nhưng là đồng thời tu luyện bốn loại vô thượng công pháp, hơn nữa tinh không chi thạch trả thay thế trái tim của hắn. Trải qua bốn loại vô thượng tu luyện công pháp, lại tăng thêm tinh không chi thạch rèn luyện. Diệp Thần Phong tiên huyết sớm đã trở thành chí bảo rồi, thậm chí máu tươi của hắn có thể xưng là thiên tài địa bảo rồi, coi như là người tu luyện phục dụng cũng là có nhiều chỗ tốt. Thiên ảnh ma trùng từ nhỏ là ma tộc dùng tiên huyết bồi dưỡng lên, cho nên những tiểu tử này đối tiên huyết cực kỳ mẫn cảm, chúng nó tự nhiên là không cách nào chống đối Diệp Thần Phong tiên huyết mùi vị. Bây giờ Diệp Thần Phong thân là thần đế cảnh trung kỳ cường giả, hắn mỗi một giọt tiên huyết bên trong đều có hơi thở của mình. Thiên ảnh ma trùng tại nuốt giọt máu của hắn sau đó liền một cách tự nhiên bị hắn cho tuần phục. Thế nào, hiện tại hẳn phải biết ta không phải là đang nói láo chứ. Ta có thể giúp các ngươi thanh trừ trong thức hải thiên ảnh ma trùng rồi. Diệp Thần Phong cười nói.
Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư cùng Ổ Quang Vinh là càng ngày càng xem không hiểu Diệp Thần Phong rồi, nhưng hiện tại bọn hắn cũng muốn không được nhiều như vậy, nhất định phải mau sớm thanh hết thảy thần tộc người trong óc thiên ảnh ma trùng cho làm đi ra. Lan Vân nói ra, người đối với chúng ta thần tộc ân tình, chúng ta thần tộc hội khác trong tâm khảm, còn xin ngươi trước tiên giúp chúng ta thần tộc tộc nhân thanh trừ trong thức hải thiên ảnh ma trùng đi. Xem ra Lan Vân vẫn là một cái đại công vô tư nữ vương. Lan Vân để Ổ Quang Vinh lập tức thông báo hết thảy trong thần tộc tại bên trong cung điện tập trung, mà nàng và Tuyết Ngưng Tư nhưng là bồi tiếp Diệp Thần Phong đi trước hướng về cung điện rồi. Bây giờ toàn bộ thần tộc bên trong cũng chỉ có hơn 5.000 người rồi. Tại hết thảy thần tộc người đến đông đủ sau đó Diệp Thần Phong thầm than hôm nay sợ rằng còn tỏa sáng hơn máu. Bất quá, hắn cũng xác thực đã nhận được thần tộc chỗ tốt rồi, nếu không có thần tộc thần trì, hắn sẽ không như thế nhanh khôi phục, cũng không khả năng nhanh như vậy bước vào thần đế cảnh trung kỳ, hắn từ trước đến giờ là tích thủy tri ân sẽ làm dũng tuyển tương báo tính cách. Diệp Thần Phong đem ngón tay của chính mình cắt ra, hắn khiến thần tộc người toàn bộ xếp thành hàng ngũ, hắn lần lượt đem ngón tay của chính mình điểm vào thần tộc người mi tâm. Tại máu tươi của hắn điểm tại thần tộc người mi tâm sau, cũng không lâu lắm, tại trong biển ý thức của bọn họ thiên ảnh ma trùng dĩ nhiên bò ra ngoài, chúng nó nuốt chửng điểm tại thần tộc người mi tâm giọt máu. Phàm là nuốt chửng giọt máu thiên ảnh ma trùng, lập tức cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó tạo thành một loại liên hệ. Diệp Thần Phong cánh tay vung lên, những kia cùng hắn hình thành liên hệ thiên ảnh ma trùng toàn bộ bay vào trong tay hắn trong thùng. Bởi thanh trừ thiên ảnh ma trùng cũng không phức tạp, hết thảy hơn 5.000 thần tộc người, trong biển ý thức của bọn họ thiên ảnh ma trùng rất nhanh sẽ được thanh trừ ra đến rồi, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt cũng xảy ra thay đổi. Bọn hắn đã tự Ổ Quang Vinh trong miệng biết được Diệp Thần Phong là thần đế cảnh trung kỳ cường giả, về phần Diệp Thần Phong tuổi tác. Trước đó những này thần tộc người sớm đã biết rồi. Hết thảy thần tộc người trong thức hải thiên ảnh ma trùng toàn bộ thanh trừ, chỉ còn dư lại Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư cùng Ổ Quang Vinh rồi. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư để Ổ Quang Vinh trước tiên. Diệp Thần Phong thanh giọt máu điểm tại Ổ Quang Vinh mi tâm. Tại Ổ Quang Vinh trong thức hải thiên ảnh ma trùng rất nhanh cũng bỏ đi ra. Sau đó, Diệp Thần Phong nhìn hướng Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư. Hắn không chút do dự đưa ngón tay phân biệt điểm vào hai người bọn họ mi tâm. Vừa vặn bởi vì nhanh chóng một ít, hắn hai bàn tay thượng ngón trỏ toàn bộ phá vỡ. Được Diệp Thần Phong ngón trỏ trực tiếp điểm tại mi tâm, Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư vi vi cắn chặt môi, các nàng nhưng là thần tộc nữ vương, đã từng có ai dám đụng vào các nàng. Nhưng giọt máu điểm vào hai người bọn họ mi tâm, lại chậm chạp không gặp thiên ảnh ma trùng từ trong đó bỏ ra ngoài. Thế là, Diệp Thần Phong lại điểm một giọt máu tươi tại hai người bọn họ chỗ mi tâm, nhưng vẫn không có thiên ảnh ma trùng bò ra ngoài. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư tưởng yếu mở miệng, nhưng Diệp Thần Phong ngón tay lần thứ hai điểm vào các nàng mi tâm, lần này ngón tay của hắn không có lập tức rời đi, mà là thông qua ngón tay trong nháy mắt cảm ứng tiến vào Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư trong óc. Này làm cho Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư kinh hãi đến biến sắc, các nàng căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ thấy các nàng hai cái mi tâm bên trong, ngoại trừ có một mảnh thức hải bên ngoài, còn có một cái cùng các nàng tướng mạo giống nhau như đúc hư ảnh, mà là không có. Mặc, y dài, trang phục. Đây là muốn náo loại nào? Bất quá, Diệp Thần Phong rất nhanh bị hai người bọn họ trong óc thiên ảnh ma trùng hấp dẫn. Hai người bọn họ trong óc thiên ảnh ma trùng yếu so với bình thường lớn, có thể nói là thiên ảnh ma trùng bên trong vương rồi, chẳng trách không có lập tức liền dẫn ra chúng nó. Diệp Thần Phong thông qua hai người bọn họ mi tâm, trực tiếp đem giọt máu của hắn cho đánh vào đến trong thức hải rồi. Lúc này hai người bọn họ trong thức hải thiên ảnh ma trùng cũng không chống đỡ được hấp dẫn, nhất thời hướng về Diệp Thần Phong đánh vào tiến vào giọt máu nhào tới, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng lên. Tại nuốt vào hoàn tất sau, đồng dạng là cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó có vi diệu liên hệ, hắn trực tiếp đem Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư trong thức hải thiên ảnh ma trùng cho kêu gọi ra, được rồi, đại công cáo thành. Nhưng chu vi lại an tĩnh lợi hại. Hết thảy thần tộc người toàn bộ theo dõi hắn, này làm cho hắn cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm. Mà Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư cũng trừng lên đôi mắt đẹp, trên gương mặt có chút điểm nhi đỏ. Chương 2644, nội dung vở kịch này rối loạn.
bầu không khí như thế này. Diệp Thần Phong cũng cảm thấy có chút lúng túng, hắn suy đoán có lẽ cùng vừa vặn tại Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư trong thức hải nhìn đến một màn kia có quan hệ. Ra vẻ không biết chút nào, Diệp Thần Phong đem tràn đầy thiên ảnh ma trùng vật chứa thu vào. Xuất hiện tại các ngươi sẽ không được đến thiên ảnh ma trùng ảnh hưởng tới, nếu như các ngươi muốn rời khỏi nơi này, như vậy ta sẽ nghĩ tiếp biện pháp. Diệp Thần Phong đông lạp tây xả. Lan Vân lấy tư cách thần tộc đệ nhất nữ vương, người nguyên gốc bắt đầu tự đối Diệp Thần Phong biểu đạt ra hữu hảo, trên người nàng có một loại có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng cũng không thiếu nữ vương khí độ. Nhưng giờ khắc này, Lan Vân trên gương mặt cũng bò lên trên giận dỗi, người trong con ngươi xinh đẹp mang theo điểm một chút lửa giận. Về phần Tuyết Ngưng Tư là càng thêm bó tay rồi, người cả người tràn đầy khí tức lạnh như băng, thật giống hận không thể trực tiếp đối Diệp Thần Phong động thủ. Khụ khụ. Diệp Thần Phong ho khan hai tiếng, các ngươi làm cái gì vậy? Ta nhưng là giúp các ngươi toàn bộ thần tộc thanh trừ thiên ảnh ma trùng. Nghe vậy, Lan Vân sững sờ, trên mặt nàng giận dỗi tiêu tán một cái, mạnh mẽ áp chế lửa giận trong lòng. Đại trưởng lão Ổ Quang Vinh đem Diệp Thần Phong kéo sang một bên, ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp nhìn xem Diệp Thần Phong, thận trọng cho Diệp Thần Phong truyền âm lên. Tại Ổ Vinh một phen giải thích dưới, Diệp Thần Phong rốt cục biết nguyên nhân, quả nhiên cùng hắn đoán gần như. Lão hổ dám, cỗ, mò, không được, nữ vương thức hải không nhìn nổi a hát. Này thần tộc cùng thần nguyên giới tu sĩ không giống, bọn hắn tại đến thần đế cảnh sau đó thức hải hội hình thành cùng bản thể giống nhau như đúc một người nhi hư ảnh, quan trọng nhất là người này nhi hư ảnh trên người không có quần áo. Đối với thần tộc người mà nói, thức hải là bọn hắn tối địa phương bí ẩn. Đặc biệt là thần tộc nữ vương, Diệp Thần Phong nhìn thấy các nàng trong óc hư ảnh hình dáng, không sẽ trở thế là đưa các nàng cho nhìn sao. Giữa hai người này không có gì khác nhau rồi. Diệp Thần Phong có chút sở khóc sở cười, hắn cho Ổ Quang Vinh truyền âm, ta vừa vặn là đang giúp các nàng thanh trừ trong óc thiên ảnh ma trùng, lại nói ta căn bản không biết có chuyện như thế. Nhìn thấy Diệp Thần Phong gương mặt cay đắng, Ổ Quang Vinh trong lòng không ngừng nghĩ ngợi. Hắn đi tới Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư bên cạnh. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư cánh tay vung lên, trực tiếp tại ba người bọn hắn chu vi tạo thành một tầng kết giới. Bên ngoài kết giới người không nghe được bọn hắn nói chuyện bên trong rồi. Tại kết giới hình thành trong nháy mắt, Tuyết Ngưng Tư lập tức cắn răng nghiến lợi lên, đáng ghét, tiểu tử này quá ghê tởm, chuyện này không thể tính như vậy rồi. Lan Vân cũng không thể nào tiếp thu được bị người nhìn thức hải của mình. Đại trưởng lão, người nói nên làm gì? Ổ Quang Vinh gật gật đầu, nói ra, chuyện này xác thực không thể tính như vậy rồi. Nghe được Ổ Quang Vinh trả lời sau đó Tuyết Ngưng Tư nghĩ đến hẳn là yếu làm sao trừng phạt Diệp Thần Phong rồi. Nhưng Ổ Quang Vinh lại mở miệng, hắn bây giờ đã là thần đế cảnh trung kỳ cường giả, hơn nữa tuổi tác của hắn mới 30 tuổi. Bực này thiên phú, chỉ sợ là bọn hắn nơi đó một bên thế giới cũng tuyệt vô cận hữu. Hắn có khả năng sẽ là một đời vương giả, tương lai tuyệt đối có thể bước lên đỉnh cao nhân vật. Bây giờ hắn xem hai người các ngươi thức hải, các ngươi chính là chúng ta thần tộc hai vị nữ vương. Hiện tại có hai cái biện pháp, cái thứ nhất là trực tiếp giết hắn, như vậy bằng với không có ai xem qua các ngươi thức hải rồi, cái thứ hai chính là các ngươi trở thành nữ nhân của hắn. Nghe được Ổ Vinh đề nghị sau, Lan Vân nhất thời sắc mặt đỏ chót một mảnh. Mà lạnh lẽo Tuyết Ngưng Tư cũng chịu không được, đại trưởng lão, người đây là cho đề nghị gì? Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư lấy tư cách thần tộc hai vị nữ vương, các nàng chả chưa từng có nam nhân, các nàng tại trong thần tộc nắm giữ trí cao địa vị, tại trong thần tộc có ai có thể xứng với các nàng? Về phần ma tộc là càng không cần phải nói, các nàng xem đến ma tộc liền cảm thấy buồn nôn. Ổ Quang Vinh tiếp tục nói, hắn đối với chúng ta thần tộc có ân. Cho nên ta cho rằng giết chết hắn tuyệt đối là không được, chúng ta thần tộc không làm được sự tình như thế đến, cho nên không ngại suy tính một chút lựa chọn thứ hai. Ta là nhìn xem hai người các ngươi lớn lên, từ nhỏ hai người các ngươi liền kiêu căng tự mãn, lẽ nào các ngươi cảm thấy hắn không xứng với sao? Đây là bây giờ biện pháp tốt nhất rồi. Tuyết Ngưng Tư liếc nhìn bên ngoài kết giới Diệp Thần Phong, trong lòng nàng là càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, không được, đây tuyệt đối không được. Lan Vân tại trầm mặc một hồi sau đó người thở dài, suy ngẫm, này hay là chính là mệnh, còn nhớ chúng ta khi còn bé ước định sao?
Ngươi nói vĩnh viễn cũng không muốn cùng ta tách ra, về sau chúng ta muốn gả cho cùng một người. Hắn khắp mọi mặt toàn bộ cực kỳ xuất chúng, điểm này chúng ta không phải không thừa nhận, hơn nữa hắn xem hai chúng ta thức hải, hắn đối với chúng ta thần tộc có ân, chúng ta lại không thể giết hắn, chỗ bằng vào chúng ta chỉ có thể làm cho hắn thành vì nam nhân của chúng ta. Tuyết Ngưng Tư cắn môi, nhưng là tỷ. Lan Vân đã cắt đứt lời của nàng, suy ngẫm, chính như đại trưởng lão từng nói, lấy hắn bực này thiên phú, hắn đem đến tuyệt đối là vương giả, người trước đây không phải thường thường nói tương lai nhất định phải tìm một đỉnh phong nhân vật sao. Hắn không thể nghi ngờ chính là ngươi trong miệng đỉnh phong nhân vật. Chỉ là hắn bây giờ còn chưa có triệt để trưởng thành, chúng ta còn có thể tại bên cạnh hắn phụ tá hắn. Lan Vân mấp máy hấp dẫn người môi, suy ngẫm, chúng ta đồng thời trở thành nữ nhân của hắn đi. Đây là hiện tại thỏa đáng nhất phương pháp xử lý rồi. Tuyết Ngưng Tư trong lòng có 100, 1000 cái không muốn, nhưng hiện thực liền đặt tại trước mặt, tỷ tỷ của nàng đã tiếp nhận rồi, người không thể không cùng theo một lúc tiếp nhận rồi tỷ, ta nghe lời ngươi. Hồ Quang Vinh nhìn thấy hai vị nữ vương sau khi quyết định, hắn nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền tuyên bố chuyện này đi. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đem kết giới tản đi rồi. Diệp Thần Phong cùng thần tộc tất cả mọi người nhìn hướng Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư cùng Ổ Quang Vinh. Ổ Quang Vinh cười liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, hắn đã coi Diệp Thần Phong là làm người trong nhà đối đãi, âm thanh vang dội nói, hết thảy thần tộc tộc nhân, căn cứ hai vị nữ vương ý tứ, từ giờ trở đi vị này từ thế giới bên ngoài người tới, hắn chính là hai vị nữ vương nam nhân. Nguyên bản Diệp Thần Phong thật tốt nghe. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó đến rồi như thế vừa ra, thật ra khiến hắn không ứng phó kịp rồi. Đây là muốn làm gì? Nội dung vở kịch không nên như thế phát triển a hát. Nội dung vở kịch này hoàn toàn rối loạn. Hoàn toàn rối loạn a hát. Diệp Thần Phong cười khổ cho Ổ Quang Vinh truyền âm, có rất nhiều loại biện pháp giải quyết, cần phải muốn như vậy phải không? Ta có thể cự tuyệt sao? Ổ Vinh truyền âm cũng tiến vào Diệp Thần Phong trong đầu. Đương nhiên là có biện pháp khác, cái thứ nhất chính là chúng ta đem ngươi giết đi, cái thứ hai chính là ngươi đem chúng ta thần tộc người cho toàn bộ giết. Thức hải đối với thần tộc nữ vương tới nói phi thường trọng yếu, ngươi chẳng khác gì là hủy các nàng thanh. Trợn nhìn, ngươi nói ngươi muốn hay không phụ trách. Choáng nha, đây tuyệt đối là bức bách a hát. Diệp Thần Phong có năng lực cứ đi thẳng như thế, nhưng thật là của hắn nhìn Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư thức hải rồi. Cũng đích thật là xem hai người bọn họ trong óc người rồi, mà là trên người không có quần áo. Chương 2645, thành lập thế lực ý nghĩ. Tại hết thảy thần tộc chi ánh mắt của người dưới, Diệp Thần Phong chỉ có thể tạm thời đồng ý. Ổ Quang Vinh lấy tư cách thần tộc đại trưởng lão, hắn cũng giống như là trong thần tộc đại quản gia, đang nhìn đến Diệp Thần Phong đáp ứng rồi sau đó hắn lập tức thu xếp lên, thôn thiên ngày lập tức muốn đã đến. Hai vị nữ vương tiệc cưới liền định vào hôm nay đi. Mọi người lập tức đi chuẩn bị. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư không có ngăn cản Ổ Vinh đánh nhịp. Diệp Thần Phong nghe được Ổ Vinh lời nói sau, trong lòng hắn là khóc không ra nước mắt. Đây là con tôm tình huống à. Rõ ràng là đào hầm cho hắn nhảy, khi hắn vừa vặn đồng ý sau đó dĩ nhiên lập tức yếu tổ chức tiệc cưới. Diệp Thần Phong liếc nhìn vẻ mặt khó coi Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư. Hắn có thể khẳng định nếu như bây giờ hắn dám mở miệng từ chối vào hôm nay tổ chức tiệc cưới, hai nữ nhân này nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư lấy tư cách thần tộc nữ vương, các nàng đồng ý trở thành Diệp Thần Phong nữ nhân, như vậy đã là các nàng bỏ đi tôn nghiêm rồi, nếu như Diệp Thần Phong đưa ra yếu hôm nào lời nói, như vậy này chẳng phải là để hai người bọn họ khó coi ma. Nữ nhân khởi xướng điên tới là tương đối đáng sợ. Hơn nữa hai nữ nhân này vẫn là thần đế cảnh tu vi đỉnh cao, Diệp Thần Phong cảm giác mình vẫn là đi một bước xem một bước tốt. Tiệc cưới liền ở bên trong cung điện cử hành. Cung điện này không gian cũng 10 phần rộng rãi, khi nghe đến Ổ Vinh sau khi phân phó, hết thảy thần tộc người cũng bắt đầu trở nên bận rộn, trong lòng bọn họ đối Diệp Thần Phong không có mâu thuẫn, nếu như đổi lại là những người khác lập tức cưới hai người bọn họ nữ vương, như vậy bọn hắn tuyệt đối là không phục. Nhưng Diệp Thần Phong dù sao giúp bọn họ thanh trừ trong óc thiên ảnh ma trùng, hơn nữa Diệp Thần Phong thiên phú tuyệt đối là để cho bọn họ á khẩu không biết nói gì, tổng hợp trở lên hai điểm, bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong xứng với hai vị nữ vương đại nhân.
Sớm tại trước đó Diệp Thần Phong lần thứ nhất từ bên trong cung điện tỉnh lại thời điểm, hắn cũng đã khôi phục nguyên bản tướng mạo, thần tộc người hẳn là nhìn ra hắn dịch dung rồi, lúc đó trực tiếp đưa hắn dịch dung cho xóa đi. Hổ Quang Vinh tại sai khiến được rồi tất cả mọi chuyện, sau đó hắn đối với Diệp Thần Phong, nói ra, đi theo ta. Đi đổi một thân xiêm y. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư cũng đã là rời đi cung điện. Diệp Thần Phong đi theo Hổ Quang Vinh đi thay quần áo. Chỉnh cái cung điện to lớn bên trong là tràn đầy bận rộn bóng người, từng cái thần tộc người tại trong cung điện để cái bàn, trang sức toàn bộ cung điện. Theo thời gian từ từ chuyển rời, thần tộc người hiệu suất vô cùng cao, toàn bộ cung điện trên bàn, đã là bày đầy từng đạo thức ăn rồi. Bên trong cung điện cũng là răng đèn kết hoa. Đổi lại quần áo Diệp Thần Phong, hắn đã về tới trong cung điện. Thần tộc hôn lễ nghi thức vô cùng phức tạp. Đặc biệt là thần tộc hai vị nữ vương hôn lễ. Tại hai tên tỷ nữ cùng đi dưới, ăn mặc quần đỏ Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đi vào trong cung điện. Trải qua một phen trang phục sau đó hai vị này nữ vương trở nên càng thêm rõ ràng. Tươi đẹp, động, người, trên gương mặt của các nàng trước sau hiện lên ửng đỏ. Đặc biệt là đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó so sánh thành thục Lan Vân, người đã điều chỉnh tốt tâm thái rồi. Mà Tuyết Ngưng Tư bối răng một mực cắn chặt môi. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Tại Hổ Quang Vinh dưới sự chủ trì, hôn lễ nghi thức tiến hành đâu vào đấy. Toàn bộ rườm rà nghi thức, trọn vẹn tốn mất hơn 3 giờ mới xem như là tiến hành xong. Tại Hổ Quang Vinh tuyên bố tiệc cưới chính thức sau khi bắt đầu, hết thảy thần tộc người dồn dập vào chỗ rồi, dựa theo Hổ Quang Vinh ý tứ, bây giờ tình huống bất đồng. Cho nên tất cả giản lược rồi, nếu như thời gian dư giả lời nói, hai vị nữ vương tiệc cưới mức độ phức tạp còn muốn đi lên tăng gấp mấy lần nhiều. Diệp Thần Phong nhìn Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư, trong lòng của hắn là cảm giác nói không ra lời, sự tình phát triển khiến hắn quá bất ngờ rồi, không nghĩ tới hai vị thần tộc nữ vương cứ như vậy gả cho hắn. Tại nghi thức kết thúc không bao lâu sau đó Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư liền trước về thả trong phòng đi rồi. Tại hai vị nữ vương trở về phòng sau đó Hổ Quang Vinh đối với Diệp Thần Phong truyền âm, hôm nay là ngày vui của ngươi, ngươi tốt nhất bồi tiếp hai vị nữ vương đi. Hổ Quang Vinh đối với bên cạnh một cái tỷ nữ nháy mắt, ở tên này tỷ nữ dẫn đường dưới, Diệp Thần Phong rời khỏi cung điện, đi tới một chỗ tao nhã cửa gian phòng. Gian phòng này không thể xưng là gian phòng, bởi vì hắn chế tạo dĩ nhiên cùng cung điện gần như, chỉ là so với cung điện hơi nhỏ thượng một ít. Nơi này chính là Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư căn phòng rồi, nguyên bản đôi tỷ muội này là tách ra ở, nhưng hôm nay là các nàng ngày vui, làm cho các nàng tách ra đối mặt Diệp Thần Phong, các nàng đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Thở dài sau, Diệp Thần Phong hướng về gian phòng đi đến, yếu đối mặt thủy chung là yếu đối mặt. Đi tiến gian phòng, thuận tay đem cửa phòng đóng lại sau đó chỉ thấy Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư ngồi thẳng, đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau khi đi vào. Hai người bọn họ trên mặt biểu lộ không khỏi căng thẳng. Diệp Thần Phong đi tới hai người bọn họ trước mặt, kỳ thực thật sự không cần như vậy, ta tại các ngươi trong thức hải nhìn đến không nhiều. Nguyên bản cắn môi Tuyết Ngưng Tư, người trong tròng mắt trong nháy mắt lấp đầy lạnh lẽo, người đây là ý gì? Lẽ nào ngươi cho là chúng ta không xứng với ngươi sao? Nữ nhân chính là như thế loài động vật kỳ quái. Tuyết Ngưng Tư sâu trong nội tâm không thích Diệp Thần Phong. Nhưng khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói này sau, lại khơi dậy trong lòng nàng kiêu ngạo cùng tự tôn. Lan Vân đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Thần Phong, chúng ta thức hải ngươi đã nhìn rồi, hơn nữa ngươi cũng cùng chúng ta cử hành hôn lễ, mặc kệ ngươi là ôm ý tưởng gì, này hết thảy đều đã không cách nào cải biến, từ nay về sau chúng ta sẽ là của ngươi nữ nhân, ngươi chính là của chúng ta nam nhân. Diệp Thần Phong tại Lan Vân bên cạnh ngồi xuống, chỉ thấy Lan Vân có thể là bởi căng thẳng. Thân thể của nàng khẽ run lên, nhưng nàng không có rời đi, ta biết hiện tại giữa chúng ta vẫn không có cảm tình, nhưng là ta tin tưởng về sau chúng ta nhất định sẽ có. Diệp Thần Phong nhíu nhíu mày, nói ra ta thế tất yếu rời đi thần ma giới, các ngươi cũng phải cùng ta cùng rời đi sao? Tại trong thế giới của chúng ta có không ít kẻ địch, các ngươi muốn đi theo ta, nhất định sẽ gặp phải không ít nguy hiểm, còn có các ngươi thần tộc tộc nhân. Lan Vân hồi đáp, chúng ta trong thần tộc không có người tham sống sợ chết, nếu như ngươi muốn rời khỏi thần ma giới, như vậy chúng ta tự nhiên là cùng ngươi cùng rời đi, bằng vào chúng ta thần tộc năng lực,
đến thế giới của các ngươi trong, chúng ta hay là có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Đương nhiên trước mắt chả phải giải quyết ma tộc uy hiếp, bằng không chúng ta đều không thể sống sót rời đi thần ma giới. Tuyết Ngưng Tư một mực vẫn không mở miệng, người hẳn là hết thảy đều từ tỷ tỷ của mình rồi. Diệp Thần Phong nghe được Suất Lan Vân là tâm ý đã quyết rồi, đã như vậy, chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi, bất quá, trong lòng của hắn ngược lại cũng bốc lên một cái thành lập chính mình thế lực ý nghĩ. Dù sao muốn đối kháng toàn bộ Hà Gia, hơn nữa Hà Gia khẳng định có không ít thế lực phụ thuộc vào, dựa vào một mình hắn có chút thế đơn lực bạc rồi, tổ xây một cái thuộc về mình thế lực, này cũng chưa chắc đã không phải là một biện pháp hay. Mà thần tộc đúng là có thể trở thành lập cái thế lực này thành viên nòng cốt rồi. Chương 2646, Thần Ma Cấm Địa. Ta nghĩ các người cũng đều không có chuẩn bị sẵn sàng, ta một người ra ngoài đi một chút. Diệp Thần Phong đối với Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư nói ra. Lúc này Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư không hề nói gì, cũng không có ngăn trở, chỉ là nhìn xem Diệp Thần Phong đi ra khỏi phòng. Trong lòng các nàng đích thật là không có làm chuẩn bị thật đầy đủ đây. Nhìn thấy Diệp Thần Phong thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt sau, hai người bọn họ lạ kỳ nhất trí thở phào nhẹ nhõm. Rời phòng Diệp Thần Phong, hắn khắp nơi đi bộ, trong bầu trời đêm treo một vòng lớn vô cùng mặt trăng. Dù sao cũng rảnh rỗi, khi hắn muốn đi vào tiểu thế giới nhìn xem thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên được mặt nam một tòa núi cao hấp dẫn. Cái kia tòa núi cao cách nơi này rất xa. Hắn nhìn thấy tại cao trên đỉnh núi vi vi lập lòe một loại ánh sáng, trong lòng toát ra nhất cổ không cách nào ức chế hiếu kỳ. Tại ngẫm nghĩ hai giây sau đó hắn lặng yên không tiếng động rời đi một khoảng cách sau, hắn bay thẳng đến mặt nam đạp không mà đi rồi. Đạp không mà được rồi chừng hai canh giờ, hắn mới đã tới mặt nam cái kia tòa núi cao dưới chân núi. Chỉnh tòa núi cao chu vi đã hạn chế phi hành thuật lực. Cho nên Diệp Thần Phong không cách nào dựa vào đạp không phi hành trực tiếp đến đỉnh núi. Tại đi tới dưới chân núi sau. Chỉ thấy tại dưới chân núi thụ lập một khối lớn vô cùng màu đen bia đá, tại trên tấm bia đá có khắc từng cái rậm rạp chằng chịt kiểu chữ. Mặt trên từng chữ thể nói rõ tường tận ngọn núi này lai lịch. Ngọn núi này được gọi là Thần Ma Cấm Địa. Đã từng thần tộc cùng ma tộc vẫn không có cắt đứt thời điểm. Có người nói thần tộc cùng ma tộc tổ tiên cộng đồng chế tạo một cái bảo vật, sau đó có đồn đãi nói chỉ cần thu được món bảo vật này, là có thể thống trị thần tộc cùng ma tộc, mà món bảo vật này liền ở thần ma trong cấm địa. Thần tộc cùng người của ma tộc trước đây không chỉ một lần đã nếm thử muốn đi vào thần ma cấm địa, nhưng bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đến đỉnh núi, căn bản vô pháp tiến vào chân chính thần ma cấm địa. Diệp Thần Phong từ trên bia đá đại thể hiểu được nơi đây sau đó hắn ngược lại cũng đối thần ma cấm địa thấy hứng thú. Ma tộc tại thôn thiên ngày liền muốn đối thần tộc triển khai tiến công, nếu như thần ma trong cấm địa thật sự có bảo vật có thể thống trị hai chủng tộc này, như vậy này ngược lại là một cái giải quyết nguy cơ biện pháp. Tuy nói Diệp Thần Phong hiện tại đã là thần đế cảnh trung kỳ tu vi, nhưng hắn không rõ ràng ma tộc sức chiến đấu. Hơn nữa tại thôn thiên nhật ma tộc sức chiến đấu còn có thể mức độ lớn tăng vọt. Chỉ là do dự một hồi, Diệp Thần Phong liền bước lên trước mặt này tòa núi cao, không cách nào thi triển đạp không năng lực phi hành, chỉ có thể từng bước leo lên rồi. Khởi điểm Diệp Thần Phong không có cảm giác được này tòa núi cao có những gì đặc thù, hắn thân là thần đế cảnh trung kỳ cường giả, cho dù không thể thi triển đạp không phi hành, tốc độ của hắn cũng là phi thường nhanh. Mắt thấy lập tức liền bò tới giữa sườn núi, muốn thừa thế xông lên đến đỉnh núi thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Thần Phong không gian bốn phía một trận vặn vẹo, hắn tầm mắt mơ hồ một cái, đợi đến khôi phục như cũ thời điểm, hắn dĩ nhiên phát hiện mình không giải thích được về tới dưới chân núi. Đây thực sự là kỳ lạ rồi. Diệp Thần Phong trong con ngươi vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn cẩn thận cảm ứng trước mặt ngọn núi này. Nhưng hắn trước sau cảm giác không ra có những gì đặc thù. Kết quả là, hắn lần nữa bắt đầu leo lên rồi, chỉ là đến giữa sườn núi thời điểm, không gian chung quanh lần thứ hai phát sinh vặn vẹo, hắn lập tức lại trở về dưới chân núi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Thần Phong chân mày nhíu càng ngày càng gấp rồi, hắn thử nhắm mắt lại đi leo lên, nhưng vẫn là bò đến giữa sườn núi. Nhắm mắt lại cũng vô dụng. Hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được không gian chung quanh vặn vẹo, chờ hắn mở mắt thời điểm, quả nhiên là lại trở về dưới chân núi. Tiếp tục như vậy,
hắn cả đời cũng không cách nào đến đỉnh núi, chứ nói chi là tiến vào thần ma trong cấm địa rồi. Diệp Thần Phong không tin quỷ quái hồ rồi, hắn lần lượt thử, nhưng lần lượt về tới dưới chân núi. Hắn mỗi một lần thử nghiệm, toàn bộ đều cẩn thận cảm ứng chung quanh biến hóa, trải qua nhiều lần như vậy, hắn có thể kết luận đây là một loại mê. Huyễn thủ đoạn, chỉ cần ngươi có ý thức liền sẽ tiến vào người cạm bẫy này bên trong. Tại đại thể biết rõ này sau đó Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, chậm rãi thanh ý thức của mình chạy không, sau đó, cả người hắn như kéo một cái tuyến con rối như thế, thân thể có chút cứng ngắc hướng về đỉnh núi bỏ tới rồi. Hắn là tiến vào một loại không linh trạng thái, tiến vào loại này không linh trạng thái sau, không cảm giác được phía ngoài hết thảy, đây là một loại dùng cho tu luyện hoàn mỹ trạng thái. Đương nhiên trạng thái như thế này nhưng không phải có thể tùy tiện đủ tiến vào, nhưng đây đối với Diệp Thần Phong đến nói không có khó khăn quá lớn, dù sao con của hắn loại hết thảy đều không phải bình thường người tu luyện có thể so sánh được. Tiến vào không linh trạng thái sau, Diệp Thần Phong không cảm giác được phía ngoài tất cả, hắn tự nhiên cũng sẽ không lần nữa rơi vào trong bẫy dập rồi. Lần này đang bò đến giữa sườn núi thời điểm, không gian chung quanh lần thứ hai phát sinh vặn vẹo, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến Diệp Thần Phong rồi, hắn chỉ là cơ giới hóa liên tục đi lên leo lên. Lại một lát sau, Diệp Thần Phong từ không linh trạng thái bên trong thoát ly đi ra, mà lúc này hắn đã tới đỉnh núi. Chỉ thấy ngọn núi này đỉnh núi không gian phi thường rộng rãi, có một hang núi đứng lặng ở cái này trên đỉnh ngọn núi. Tại hang núi này đỉnh chóp, khảm nạm một khối to lớn màu trắng trong suốt tảng đá. Diệp Thần Phong vừa vặn nhìn đến ánh sáng, phải là đến từ chính khối đá này rồi. Mà hang núi này khẳng định chính là thần ma cấm địa. Đứng ở cửa sơn động, Diệp Thần Phong không cảm giác được bên trong tất cả, hắn đều đến nơi này rồi, không tiến đi xem một chút chẳng phải là thật là đáng tiếc. Trong lòng có sau khi quyết định, Diệp Thần Phong từng bước một hướng về cửa sơn động bước vào rồi. Bước thứ nhất mới vừa bước vào cửa sơn động. Thịch 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 thịch, thanh âm không ngừng vang lên, nguyên bản đen nhánh trong hang núi sáng lên từng đạo nhu hỏa ánh sáng. Chỉ thấy trong hang núi là một cái sâu không thấy đáy thông đạo, nhưng ánh sáng này đến từ chính thông đạo hai bên trên vách đá một loại màu xanh lam tinh thạch. Diệp Thần Phong không có lập tức bước vào bước thứ hai, bởi vì hắn nhìn thấy mỗi bước ra một bước sau đó hắn thân thể bên phải trên vách đá đều sẽ có một cái đối ứng trận pháp. Nếu như Diệp Thần Phong suy đoán không sai, như vậy tại mỗi bước ra một bước trước đó, nhất định muốn phá vỡ bên cạnh một cái tương ứng trận pháp. Cái lối đi này âm u sâu vô cùng, trời mới biết đến cùng dài bao nhiêu. Nếu như mỗi bước ra một bước liền muốn phá giải một cái trận pháp, như vậy yếu phá giải bao nhiêu cái trận pháp. Xem ra phải đi đến thần ma cấm địa nơi sâu xa nhất, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chẳng trách thần tộc cùng ma tộc không có ai có thể tiến vào thần ma cấm địa, nơi này đối ứng trận pháp nhất định là càng ở sau càng phức tạp. Yếu một người phá giải nhiều như vậy trận pháp, cơ hồ là không có khả năng lắm. Còn nữa nếu như phá giải sai lầm sẽ như thế nào? Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn trước mặt thật dài thông đạo, hắn đối thần ma cấm địa nơi sâu xa nhất thật sự cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, tại do dự mãi sau đó hắn đang chuẩn bị khiêu chiến một cái. Diệp Thần Phong nhìn xem thân thể bên phải trên vách đá trận pháp, vừa mới bắt đầu những trận pháp này, đối với hắn mà nói quả thực là đồ con nít, phi thường mau lẹ liền trực tiếp phá tan rồi, sau đó từng bước một đi về phía trước. Chương 2647, vội vã muốn chết. Nhìn không thấy đầu thông đạo cho người một loại cảm giác bị đè nén. Diệp Thần Phong không vội vã phá giải bên phải trên vách đá trận pháp, mỗi phá giải một cái trận pháp. Hắn đều sẽ hướng phía trước bước ra một bước. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, càng đi vào bên trong, trên vách đá trận pháp càng phát phức tạp. Nhưng hắn trận pháp trình độ cực kỳ thâm hậu, bình thường độ khó trận pháp vẫn đúng là sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Theo thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Thần Phong đã phá giải mấy ngàn trận pháp, liên tục mật độ cao phá giải trận pháp, thúc đẩy hắn trên trán toát ra mồ hôi hột. Phá giải trận pháp là tương đương tiêu hao tinh lực, nhất định muốn tìm hiểu sau đó mới có thể đi phá giải. Cho nên, liên tục như thế phá giải trận pháp, Diệp Thần Phong ngoại trừ con mắt chua xót bên ngoài, trong đầu cũng có một chút căng đau. Nhưng hắn hiện tại đã phá giải mấy ngàn trận pháp,
không có lý do gì liền từ bỏ như vậy. Bất quá, hắn cũng không thể ở nơi này làm lỡ thời gian quá dài, thôn thiên ngày lập tức muốn lại tới, hắn nhất định muốn tại thôn thiên nhật chi trước đến thần ma cấm địa nơi sâu xa nhất, hắn không có thời gian lưu cho mình nghỉ ngơi. Thật dài trong thông đạo không có bất kỳ âm thanh, chỉ có Diệp Thần Phong tiếng bước chân của chính mình, hắn phá giải trận pháp tốc độ rõ ràng chậm lại. Trên vách đá trận pháp mức độ phức tạp đã không phải là mới đầu có thể so sánh rồi. Phá giải trận pháp cũng là yêu cầu linh khí, liên tục như vậy không ngừng phá giải các loại trận pháp, làm cho trong cơ thể hắn linh khí cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Mồ hôi trên trán chảy vào trong đôi mắt, hắn hơi hơi lắc đầu, hắn đang tại phá giải trên vách đá một cái trận pháp đây. Bởi mồ hôi chảy vào trong đôi mắt, hắn sơ ý một chút, làm sai một bước, phá giải trận pháp thất bại. Chỉnh cái lối đi bên trong mặt đất lập tức rung động chuyển động, Diệp Thần Phong trong lòng đột nhiên một cái lộp bộp, hắn muốn đi vào tiểu thế giới tránh né. Oanh, một tiếng, một cổ hạn chế lực lượng lập tức tràn ngập đầy chỉnh cái thông đạo, pháp tắc không gian bất thình lình bị hạn chế ở, Diệp Thần Phong căn bản không thể đủ tiến vào bên trong tiểu thế giới. Tùy theo mà đến là từng tiếng xèo 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 xíu, liên tiếp không ngừng tiếng xé gió vang. Cái lối đi này cũng không phải rất rộng. Loại này tiếng xé gió đến từ chính phía trước cùng mặt sau, nói cách khác Diệp Thần Phong đi tới cùng lùi về sau đường đều bị chắn chết rồi. Dày đặc tiếng xé gió càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chỉ thấy Diệp Thần Phong phía trước cùng mặt sau đang trùng kích qua tới một cái rậm rạp chằng chịt quang điểm, những điểm sáng này tràn ngập đầy chỉnh cái thông đạo, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Đợi đến những điểm sáng này tới gần sau đó Diệp Thần Phong rốt cuộc nhìn thấy quang điểm bộ mặt thật rồi. Những này rậm rạp chằng chịt quang điểm chính là một cây căn nhanh chóng đi tới mũi tên nhọn, mỗi một cái mũi tên nhọn bên trong đều tràn đầy cực hạn lực xuyên thấu. Mà Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông đã từ lâu chạy vọt lên, đối mặt nhiều như thế mũi tên nhọn, hắn có một loại phi thường cảm giác xấu, nếu như là phổ thông mũi tên nhọn lời nói, như vậy hắn căn bản sẽ không lo lắng, nhưng những này mũi tên nhọn chỉ là cảm giác sẽ không bình thường. Dày đặc linh khí phòng hộ tại Diệp Thần Phong quanh thân hình thành, hắn bây giờ căn bản không làm được cái gì, cũng né tránh không được, chỉ có thể chờ này rậm rạp chằng chịt mũi tên nhọn đến gần rồi. Những này rậm rạp chằng chịt mũi tên nhọn dường như mãnh liệt hồng thủy bình thường có một loại phải đem Diệp Thần Phong trực tiếp thôn vệ thật khí thế. Một tiếng. Phía trước sau đợt thứ nhất mũi tên nhọn xung kích tại dày đặc linh khí phòng hộ thượng lúc. Diệp Thần Phong quanh thân toàn bộ linh khí phòng hộ trực tiếp ở trong không khí bạo liệt ra. Những này lợi kiếm không chút nào dừng lại, lập tức hướng về Diệp Thần Phong trên thân thể gọi. Này rậm rạp chằng chịt mũi tên nhọn lực xuyên thấu, hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Thần Phong tưởng tượng, liền ngay cả hắn linh khí phòng hộ cũng không ngăn cản được, hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống được những này đánh sâu vào. Bên trong thân thể của hắn thần huyết quyết vận chuyển, lập tức không ngừng dùng tới bất tử kim thân. Xì xì, từng cây mũi tên nhọn điên cuồng xuyên thấu được chứ Diệp Thần Phong thân thể, cũng may có bất tử kim thân chống đỡ, thân thể đang bị xuyên thấu đồng thời, lập tức lại đang nhanh chóng khôi phục. Tại thân thể thể nghiệm qua những này mũi tên nhọn sau đó Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được, những này mũi tên nhọn toàn bộ là lấy đặc thù thiên tài địa bảo chế tác mà thành. Hơn nữa mỗi một cái mũi tên nhọn bên trong đều bị phong tồn nhất cổ thần đế cảnh đỉnh phong sức mạnh, chẳng trách những này mũi tên nhọn hội có to lớn như thế power. Những này mũi tên nhọn số lượng cũng là có giới hạn, vượt qua 5 lần sau đó ở trong đường hầm nhanh chóng phi hành mũi tên nhọn đã tiêu hao hết. Diệp Thần Phong liên tục thi triển 15 lần là bất tử kim thân, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Điều chỉnh một cái khí tức sau đó hắn nhìn thấy nguyên bản phá giải thất bại trận pháp. Giờ khắc này đã chính mình phá giải ra đến rồi. Xem ra là bởi vì hắn ngăn cản những này mũi tên nhọn nguyên nhân, vậy cũng là phá tan trên vách đá trận pháp. Bất quá, loại này phá giải phương thức nếu như trở lại mấy lần, Diệp Thần Phong khẳng định cũng phải đi đời nhà ma rồi. Tiếp đó, Diệp Thần Phong càng thêm cẩn thận từng ly từng tí rồi, ai biết lại phá giải sai lầm, nơi này chả sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ cơ quan. Tại cực hạn cẩn thận dưới, Diệp Thần Phong đúng là không có tại phạm sai lầm gì rồi, hắn tiếp tục thuận lợi từng bước một hướng về thông đạo phía trước đi đến. Trên vách đá trận pháp là càng ngày càng khó, có lúc Diệp Thần Phong thậm chí càng bỏ phí một phen thời gian,
hắn mới có thể phá giải ra. Lại phá giải hơn 1.000 cái trận pháp sau. Hắn rốt cục đi tới một chỗ chuyển biến khẩu. Tại thông qua chuyển biến khẩu sau, hắn nhìn thấy phía trước 30 mét bên ngoài, có vỗ một cái dày nặng cửa sắt, tại cửa sắt bên trái cùng bên phải phân biệt có khắc một cái thần chữ cùng một chữ ma. Này sau cửa sắt phải là thần ma cấm địa nơi sâu xa nhất rồi. Diệp Thần Phong cũng không có tại chuyển biến tới trên vách đá nhìn thấy có trận pháp gì rồi. Chính lúc hắn yếu hướng về cửa sắt đi đến thời điểm, chỉ thấy trước mặt hắn không khí một trận bạo động, sát theo đó, có hai đạo hư ảnh chặn đứng đường đi của hắn. Cái này hai đạo hư ảnh là hai cái lão đầu. Trong đó một cái lão đầu mặc trên người áo trắng, khác một ông lão mặc trên người áo tím. Hai cái này hư ảnh ánh mắt của lão đầu như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, áo trắng lão đầu và áo tím lão đầu đồng thời nói ra, chúng ta chính là thần ma nhất tộc tổ tiên. Tiểu bối, ngươi là ta nhóm thần ma nhất tộc hậu nhân. Có thể xông tới đây, đầy đủ nói rõ bản lãnh của ngươi. Hai cái này lão đầu là thần ma nhất tộc tổ tiên. Diệp Thần Phong hơi sững sờ, xem ra muốn đi vào đến thần ma cấm địa nơi sâu xa nhất chả thật không phải dễ dàng như vậy. Chẳng trách thần tộc cùng người của ma tộc một mực đi không tiến vào rồi, trống trơn là muốn thông qua vừa nãy cái kia cái lối đi liền phi thường khó khăn. Nếu như sơ ý một chút phá giải sai rồi trận pháp, như vậy rất có thể sẽ chết ở trong đường hầm. Cái này hai đạo hư ảnh chỉ là thần ma nhất tộc tổ tiên lưu lại một đạo ý thức mà thôi, hẳn là Diệp Thần Phong đi tới nơi này đem hắn kích phát, tại kích phát sau đó cái này hai đạo ý nhận thức tồn tại không được quá lâu. Tại Diệp Thần Phong trong lòng suy nghĩ thời khắc, áo tím lão đầu biến sắc mặt, giận dữ hét, không đúng, trên người ngươi không có ta nhóm thần ma nhất tộc khí thức, đảm dám xông vào thần ma cấm địa, xem ra là ngươi vội vã đến tìm cái chết rồi. Chương 2648, Thiên lệnh, không thể tả một kích. Áo tím lão đầu căn bản không có cho Diệp Thần Phong cơ hội giải thích, trên người hắn khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt vọt lên, sát ý nồng nặc lạnh lẽo bộc phát ra. Này áo tím lão đầu chính là ma tộc tổ tiên, đã từng khi còn sống, một thân tu vi đã vượt qua thần đế cảnh đỉnh phong, nhưng khoảng cách vĩnh sinh cảnh vẫn là kém không ít. Mà áo trắng lão đầu là thần tộc tổ tiên, hắn tại khi còn sống, tu vi và áo tím lão đầu sàn sàn nhau. Nhưng hôm nay bọn hắn chỉ là một đạo ý thức, bọn hắn tia ý thức này chỉ có thần đế cảnh hậu kỳ tả hữu cường độ rồi. Đối với bây giờ Diệp Thần Phong mà nói, hắn thân là thần đế cảnh trung kỳ tu vi, hắn căn bản không e ngại cái này hai đạo thần đế cảnh hậu kỳ ý thức rồi. Áo trắng lão đầu ngược lại là so sánh bình tĩnh đừng nóng, người này dễ tức giận tính tình lúc nào mới có thể thay đổi đổi. Bây giờ chúng ta chỉ là một đạo ý thức. Tại bạch áo lão đầu nhắc nhở sau đó áo tím lão đầu hừ lạnh, nói, nếu như tiểu tử này không thể cho ta một cái hài lòng đáp án, ta lập tức hội cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đối với cái này áo tím lão đầu, Diệp Thần Phong một điểm hảo cảm cũng không có, hắn cũng không phải một cái nuốt giận vào bụng chủ, ta nói ngươi có phải hay không quá tự tin một điểm. Há miệng ngậm miệng muốn cho ta chết, muốn cho ta sống không bằng chết. Ngươi có bản lãnh này sao? Chỉ là một đạo ý thức mà thôi, bớt ở chỗ này cho ta táo lưỡi. Diệp Thần Phong lời nói không thể nghi ngờ là đốt lên áo tím lão đầu lửa giận, hắn nở nụ cười lạnh tốt, tốt, tốt một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho dù lão phu ta hiện tại chỉ còn dư lại một đạo ý thức, ta như thường có thể mang ngươi cho ung dung bóp chết. Áo tím lão đầu không quan tâm áo trắng lão đầu ngăn trở. Thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong bồng bềnh mà đi. Áo trắng lão đầu là ngay cả liền thở dài, hắn và áo tím lão đầu là nhiều năm như vậy hảo hữu rồi, hắn cũng không ở ngăn trở. Diệp Thần Phong đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, áo tím lão đầu tất cả động tác, thu sạch vào trong mắt của hắn. Một cái chỉ có thần đế cảnh hậu kỳ cường độ ý thức, có thể tại Diệp Thần Phong trước mặt lật lên cái gì bọt nước đến. Tiểu tử! Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng ngươi là có cỡ nào vô tri. Áo tím lão đầu thanh âm lạnh như băng ở trong không khí vang vọng. Diệp Thần Phong bàn tay nhanh như chớp giật, đột nhiên hướng về chính mình bên phải vừa kéo, hắn sớm đã thấy tới gần hắn áo tím lão đầu, e sợ vô tri người là ngươi chứ. Bởi áo tím lão đầu và áo trắng lão đầu ý thức có phần ngưng thật, cho nên Diệp Thần Phong thủ trưởng có thể đánh vào thân thể của bọn họ. Một tát này trực tiếp đánh ở áo tím lão đầu trên gương mặt.
Đùng, một tiếng vang giòn. Áo tím lão đầu có một ít ngưng tụ hư ảnh, trực tiếp được đánh bay ra ngoài, mãnh liệt đụng vào một bên trên vách đá. Đụng vào trên vách đá áo tím lão đầu, hắn trong con ngươi che kín khó mà tin nổi, nhưng càng nhiều là thẹn quá thành giận, hắn lại bị trước mắt tiểu tử này cho một cái tát tát bay. Hẳn là hắn đem tiểu tử này cho quất bay, đây mới là hợp lý đó a. Áo trắng lão đầu thấy thế, hắn vội vàng đứng dậy, căn cứ vừa vặn giao thủ, hắn đã cảm giác được Diệp Thần Phong bất phàm rồi, tuy nói Diệp Thần Phong ở bề ngoài tu vi thật giống so với bọn họ yếu, thế nhưng sức chiến đấu lại còn mạnh hơn bọn họ thượng không ít. Áo trắng lão đầu đem áo tím lão đầu cho kéo lại, hắn ôn hòa nhìn xem Diệp Thần Phong, là ta vị lão hữu này quá vọng động rồi, người lẽ nào cùng chúng ta thần ma nhất tộc có những gì ngọn nguồn sao? Năm đó áo trắng lão đầu và áo tím lão đầu chết thời điểm, thần ma nhất tộc trả thập phần đoàn kết, bọn hắn tự nhiên không biết bây giờ tình huống. Diệp Thần Phong đối thoại áo lão đầu cảm giác chán ghét cũng không phải nhiều, nơi này dù sao cũng là thần ma nhất tộc cấm địa, hắn cũng không phải một cái không giảng đạo lý người, hắn nói ra hiện tại sớm đã không có thần ma nhất tộc. Diệp Thần Phong thanh biết rõ sự tình toàn bộ nói một lần. Bao quát thần ma nhất tộc phân liệt, sau ma tộc nỗ lực xâm lấn thế giới bên ngoài, còn có ma tộc cùng thần tộc ở giữa chiến đấu, lại cho tới bây giờ ma tộc yếu tại thôn Thiên Nhật tiến công thần tộc. Đánh giám, người bớt ở chỗ này thúi lắm, của ta hậu nhân làm sao sẽ trở nên không chịu được như thế? Ngươi không phải là muốn lấy được cho chúng ta thần ma nhất tộc chí bảo sao? Không nên ở chỗ này sắp xếp ra những này lý do hoang đường. Áo tím lão đầu lên cơn giận dữ quát. Diệp Thần Phong lãnh đạm liếc mắt nhìn áo tím lão đầu, ta có nhất định muốn bịa đặt lời nói dối sao? Ta muốn lấy được các ngươi thần ma nhất tộc chí bảo, chỉ bằng hai người các ngươi có thể ngăn được ta. Áo tím lão đầu được Diệp Thần Phong sặc đến nói không ra lời. Mà áo trắng lão đầu lấy tư cách thần tộc tổ tiên, hắn là khuôn mặt lo lắng, nếu như thần tộc thật sự được ma tộc tiêu diệt, đây không phải đại diện cho hắn yếu tuyệt hậu sao? Bây giờ thần ma nhất tộc dĩ nhiên đã nứt ra, trắng như vậy áo lão đầu tự nhiên là vì mình hậu bối suy tính. Áo trắng lão đầu đã trải qua sơ bộ tin tưởng Diệp Thần Phong lời nói, hắn đối với áo tím lão đầu, nói ra, vị tiểu huynh đệ này nói rất có lý, không nghĩ tới chúng ta thần ma nhất tộc cuối cùng sẽ phân nứt, không nghĩ tới ngươi lão đầu này hậu bối sẽ đi thượng một cái đường rẽ. Chúng ta ở nơi này lưu lại một đạo ý thức, không phải là chờ thần ma nhất tộc bên trong tộc nhân tới nơi này lấy đi thiên lệnh ma. Bất quá, hiện tại cũng không sao cả, thanh thiên lệnh giao cho vị tiểu huynh đệ này đi. Ta cũng không muốn của ta hậu nhân không còn một mống. Kỳ thực áo tím lão đầu trong lòng cũng bắt đầu tin tưởng Diệp Thần Phong chỗ nói rồi, nhưng hắn là ma tộc tổ tiên, coi như là ma tộc đi lên không đường về, hắn cũng tuyệt đối không muốn ma tộc liền như vậy hủy diệt đi, thanh thiên lệnh đưa cho Diệp Thần Phong, không phải đem ma tộc hướng về trong hố lửa đẩy sao. Áo tím lão đầu ở bề ngoài không nổi vẻ mặt, ta đi đem thiên lệnh cho lấy ra. Khi hắn muốn yếu mở cửa sắt ra lúc, Diệp Thần Phong ngăn cản đường đi của hắn, không cần làm phiền ngươi rồi, chính ta hội cầm. Bằng không khiến hắn đi lấy cũng có thể. Diệp Thần Phong nhìn xem áo trắng lão đầu. Áo tím lão đầu chính là ma tộc tổ tiên, hắn lấy tư cách ma tộc tổ tiên, hắn sẽ đem chính mình hậu bối hướng về tuyệt lộ bước mới là lạ chứ. Áo trắng lão đầu cũng đã minh bạch Diệp Thần Phong trong lời nói ý tứ, hắn nói ra, vẫn để cho ta đi lấy đi. Hắn rồi hướng Diệp Thần Phong, nói ra, vị tiểu huynh đệ này, thiên lệnh chính là chúng ta hai cái năm đó chế tạo một cái tuyệt thế pháp bảo, trọng yếu nhất là thu được thiên lệnh là có thể thống trị thần ma nhất tộc. Thiên lệnh có thể áp chế thần ma nhất tộc huyết mạch, làm cho thần ma nhất tộc tộc nhân không phát huy ra nửa điểm sức chiến đấu đến, người đã lấy được thiên lệnh sau đó nhất định phải giúp ta thần tộc vượt qua cửa ải khó. Áo tím lão đầu thấy tâm tư của chính mình bị nhìn xuyên rồi. Hắn không lo được nhiều như vậy, thừa dịp áo trắng lão đầu nói chuyện thời khắc, hắn bằng tốc độ nhanh nhất hướng về cửa sắt phóng đi. Diệp Thần Phong há lại sẽ khiến hắn toại nguyện, hắn không chút do dự thi triển ra Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ tứ ấn diệt thế. Đối mặt Diệp Thần Phong không chút lưu tình công kích, bị diệt thế hướng đánh trúng áo tím lão đầu, hắn cái này một đạo ý thức trực tiếp ở trong không khí biến thành hư vô. Một đạo thần đế cảnh hậu kỳ ý thức. Tại bây giờ Diệp Thần Phong trước mặt đúng là cực kỳ không đỡ nổi một đòn rồi.
Chương 2649, thôn thiên ngày đến lâm. Nhìn thấy áo tím lão đầu ý thức bị diệt. Áo trắng lão đầu là thở dài liên tục, hai người bọn họ khi còn sống tất lại có giao tình thâm hậu. Bất quá, áo trắng lão đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, bọn hắn hiện tại chỉ là một đạo ý thức, không tốn thời gian dài chính mình cũng hội tán loạn. Áo trắng lão đầu đeo Diệp Thần Phong mở ra cửa sắt. Này cửa sắt sau lưng là một gian không rộng rãi lắm căn phòng. Ở trong phòng chính giữa không trung lơ lửng một khối hình chữ nhật to lớn thiết bài. Khối này thiết bài bên trái hiện ra màu trắng, bên phải hiện ra màu đen, chính giữa có khắc một cái to lớn thiên chữ. Thiết bài độ dài có hơn 2 mét, độ rộng tại khoảng 1 mét, khối này to lớn thiết bài phải là áo trắng lão đầu trong miệng thiên lệnh rồi. Áo trắng lão đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Thần Phong, tiểu huynh đệ, hy vọng tất cả thật sự chính như lời ngươi nói, ngươi đem khối này thiên lệnh đã luyện hóa được đi. Lão phu ta không có bao nhiêu thời gian, đến lúc đó bản thân mình đi rời đi nơi này là tốt rồi. Áo trắng lão đầu đi tới một bên không lên tiếng nữa rồi, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, từ từ nhắm hai mắt lại. Diệp Thần Phong quan sát trôi nổi ở giữa không trung to lớn thiên lệnh. Tại của nó mặt ngoài lưu động cực kỳ hoa văn phức tạp, có hai loại năng lượng mơ hồ từ phía trên khiến cho bên trong tản ra. Thử đưa bàn tay đặt tại thiên lệnh mặt ngoài, Diệp Thần Phong cảm nhận được tại đây thiên lệnh bên trong có hai loại bất đồng huyết mạch, hơn nữa hai loại huyết mạch toàn bộ là mới bắt đầu huyết mạch. Chẳng trách thiên lệnh có thể áp chế ma tộc hậu bối cùng thần tộc hậu bối huyết mạch rồi, hai loại mới bắt đầu huyết mạch phải là đại biểu ma tộc cùng thần tộc. Tên như ý nghĩa mới bắt đầu huyết mạch chính là lúc đầu huyết mạch, tự nhiên là đối những ma tộc này cùng thần ma hậu bối huyết mạch có áp chế tác dụng. Lần sau thiên lệnh bên trong ngoại trừ có hai loại mới bắt đầu huyết mạch bên ngoài, trong đó chả ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ cùng phác hỏa cùng cộng lại từng cái trận pháp. Những trận pháp này có thể vững chắc huyết mạch, thậm chí để thiên lệnh bên trong hai loại mới bắt đầu huyết mạch càng thêm mạnh mẽ, còn có thể làm cho năng lượng trong đó vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Hội một mực nằm ở một loại tuần hoàn trạng thái. Muốn luyện hóa thiên lệnh, để khối này thiên lệnh nhận chủ, phải là muốn cho Diệp Thần Phong huyết mạch cũng hòa vào trong đó. Diệp Thần Phong phá vỡ ngón tay của chính mình, máu tươi của hắn nhỏ xuống trên trời khiến cho thượng sau, lập tức sáp nhập vào thiên lệnh bên trong. Tại tiên huyết hòa vào thiên lệnh bên trong sau, Diệp Thần Phong thủ trưởng lần thứ hai đặt tại thiên lệnh bên trên, từ bàn tay hắn bên trong có cuồn cuộn không đoạn linh khí lộ ra. Cuối cùng toàn bộ rót vào thiên lệnh bên trong. Một bên ngồi xuống đất áo trắng lão đầu, hắn mở mắt ra nhìn hướng Diệp Thần Phong, hắn rõ ràng thiên lệnh bên trong hai loại mới bắt đầu huyết mạch mạnh mẽ, muốn thuần phục hai loại huyết mạch không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Nhưng mà, tại Diệp Thần Phong tiên huyết thẩm thấu tiến thiên lệnh chi về sau, trong đó ma tộc cùng thần tộc hai loại mới bắt đầu huyết mạch, lập tức trở nên hoảng sợ bất an. Phải biết Diệp Thần Phong huyết mạch là cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa hắn là trong gia tộc mình huyết mạch thứ vừa mở ra người, hắn thân huyết mạch trong cơ thể cũng coi như là mới bắt đầu huyết mạch của hắn hoàn toàn lấn át ma tộc cùng thần tộc hai loại mới bắt đầu huyết mạch. Tại Diệp Thần Phong huyết mạch áp chế xuống, cùng với linh khí không ngừng truyền vào dưới, thiên lệnh bên trong hai loại huyết mạch trở nên ngoan thuận. Thiên lệnh bên trong hai loại mới bắt đầu huyết mạch là nghe lời. Nhưng yếu luyện hóa khối này thiên lệnh còn cần một chút thời gian. Áo trắng lão đầu cảm giác được thiên lệnh bên trong hai loại mới bắt đầu huyết mạch chỉ một cái tử liền nghe lời, này làm cho trong lòng hắn là thán phục liên tục, yếu cỡ nào dòng máu mạnh mẽ mới có thể làm được. Này không khỏi cũng quá nhanh một điểm đi, kế tiếp chỉ phải từ từ làm từng bước đem thiên lệnh luyện hóa là được rồi. Thời gian từ từ trôi qua. Áo trắng lão đầu hư ảnh là càng ngày càng mơ hồ, từ từ, hắn hư ảnh trực tiếp biến mất ở trong không khí. Mà Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, bàn tay của hắn đột nhiên trong lúc đó rời đi thiên lệnh. Hắn và thiên lệnh trong lúc đó có một loại liên hệ, trong đầu ý thức khẽ động. Oanh, một tiếng, cả khối to lớn thiên lệnh, trong nháy mắt phụt nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại đã đến chỉ có phổ thông lệnh bài lớn nhỏ, bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Đem thiên lệnh đã luyện hóa được sau. Diệp Thần Phong quét một vòng chu vi, không có chỗ đặc biệt gì sau, hắn lập tức hướng bên ngoài lao đi rồi. Hắn phá giải phía ngoài nhiều như vậy trận pháp lại tăng thêm luyện hóa thiên lệnh, cũng dùng mất không ít thời gian, khi hắn đi ra sơn động thời điểm.
hắn nhìn thấy phía ngoài chỉnh phiến thiên không toàn bộ biến thành màu đen kịt, không chỉ có bầu trời trở nên như thế, liền cả mặt đất cũng toàn bộ biến thành màu đen kịt. Trong không khí lượn lờ một loại nhàn nhạt màu đen, tầm mắt tầm nhìn trên diện rộng hạ thấp. Toàn bộ trời đất giữa tràn ngập một loại lực lượng quỷ dị, loại sức mạnh này để Diệp Thần Phong có một loại lòng buồn bực cảm giác. Xem đi ra bên ngoài một loạt sau khi biến hóa, Diệp Thần Phong lông mày chăm chú vừa nhíu, thôn thiên ngày càng nhưng đã đến gần rồi, xem ra hắn ở trong sơn động đích thật là làm trễ nãi một ít thời gian. Hắn nhất định muốn nhanh chóng trở về thần tộc địa phương, trước đó hắn từ thần tộc địa phương đạp không đi tới nơi này, hoa chừng hai canh giờ. Nếu thôn thiên ngày đã đi đến, như vậy ma tộc vô cùng có khả năng đã đối thần tộc triển khai tiến công. Tại Diệp Thần Phong hướng về thần tộc địa phương chạy đi thời điểm. Thần tộc chỗ ở bên trong tòa thành cổ. Tại thôn thiên ngày đi tới thời điểm, chỉnh tòa cổ thành trong nháy mắt mở ra tầng phòng hộ. Giờ khắc này, Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư cùng Ổ Quang Vinh đám người toàn bộ đứng ở trên cổng thành, bọn hắn nhìn xem đã áp sát ngoài cửa thành người của ma tộc, trên mặt toàn bộ tràn đầy vẻ sầu lo. Một tên thần tộc chi người đi tới Lan Vân bọn hắn bên cạnh, bẩm báo nữ vương, vẫn không có phát hiện tung ảnh của hắn. Tên này thần tộc chi trong dân cư hắn tự nhiên là Diệp Thần Phong rồi. Bởi Diệp Thần Phong rời đi phi thường bí ẩn, cho nên hắn rời đi thì không có bất cứ gì người phát hiện. Lan Vân đối với tên kia thần tộc người phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra, nàng và Tuyết Ngưng Tư sắc mặt đều phi thường không dễ nhìn. Đứng ở hai người bọn họ bên cạnh Ổ Quang Vinh, hắn trong con ngươi vẻ mặt cũng cực kỳ âm trầm. Diệp Thần Phong bỗng nhiên liền vô ảnh vô tung biến mất rồi, hơn nữa tìm khắp toàn bộ cổ thành đều không có tìm được. Điều này nói rõ Diệp Thần Phong đã rời đi thần tộc cổ thành rồi, nói cách khác Diệp Thần Phong trốn. Này làm cho Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư trong lòng có một loại thất vọng cùng phẫn nộ, các nàng tất lại đã cùng Diệp Thần Phong cử hành hôn lễ, các nàng lấy tư cách thần tộc nữ vương, dĩ nhiên đã cùng Diệp Thần Phong kết hôn rồi, như vậy các nàng đời này thì sẽ không sẽ cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ, tuy nói hiện tại các nàng vẫn không có yêu Diệp Thần Phong, nhưng đây là các nàng điểm mấu chốt cùng kiên trì. Lan Vân cay đắng cười cười, như vậy cũng tốt, chúng ta trong thức hải thiên ảnh ma trùng không có, nhưng tại thôn thiên ngày, chúng ta không phải là ma tộc đối thủ, hắn cùng chúng ta thần tộc không có bất cứ quan hệ gì, trước đó cái kia chàng hôn lễ cũng chỉ là bị bất đắc dĩ, hắn không có nhất định phải ở lại chỗ này bồi tiếp chúng ta cùng chết, hắn không có trách nhiệm như vậy, cũng không có như vậy nghĩa vụ. Chương 2650, thân ở tuyệt cảnh. Thần ma giới. Trong thiên địa trở nên càng ngày càng đen nhánh rồi. Đứng ở trên thành lầu Tuyết Ngưng Tư, trên mặt nàng phảng phất đóng băng rồi, trong con ngươi vẻ mặt lạnh như băng quật, trong thanh âm không chứa bất luận cảm tình gì. Tỷ, ngươi nói không sai, hắn rời khỏi cũng tốt, chúng ta thần tộc sự tình, nên yếu tự chúng ta để giải quyết, các ngươi đều nói hắn có thể trở thành cường giả đỉnh cao, một cái lâm trận đào tẩu người, hắn nhất định chỉ hội trở thành một người thất bại. Đại trưởng lão Ổ Quang Vinh một mặt hổ thẹn, ta đã nhìn lầm hắn, ta nguyên bản cảm giác được hắn là một cái có đảm đương người, không nghĩ tới hắn chính là một cái không hơn không kém kẻ nhu nhược. Lan Vân ổn ổn tâm thần, nàng nói, chuẩn bị kỹ càng đối kháng ma tộc đi. Chúng ta cho dù chết, cũng phải để ma tộc trả ra giá cao. Tuyết Ngưng Tư cùng Ổ Quang Vinh gật đầu, bọn hắn đem trong đầu tạp niệm ném đi rồi, ánh mắt tập trung vào phía ngoài dưới cổng thành. Người của ma tộc số lượng cùng thần tộc gần như, bọn hắn toàn bộ đi tới cổ thành ngoài cửa thành. Những ma tộc này người bởi vì tu luyện quỷ dị pháp môn, bọn hắn tướng mạo hoàn toàn là thiên hướng về thú loại rồi, chỉ thấy bọn họ hình thể so với người bình thường loại phải lớn hơn gấp 3 khoảng chừng, trong miệng mọc ra răng nanh sắc bén, mũi của bọn họ dường như chó mũi bình thường lỗ tai nhọn nhọn, xem toàn thể đi tới cực kỳ quái dị, như cùng là nhân loại cùng thú loại kết hợp. Đứng ở những ma tộc này người mạnh nhất mặt chính là hai tên đàn ông trung niên, bọn hắn hình thể so với còn lại người của ma tộc càng lớn hơn gấp đôi, bọn họ là ma tộc hai vị thủ lĩnh Thương Bằng cùng Thù Đực, tu vi đều tại thần đế cảnh đỉnh phong tầng thứ. Thương Bằng cùng Thù Đực nhìn xem trên lâu thành Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đám người, hai người bọn họ trong tròng mắt lộ ra tham. Lam vẻ, bọn hắn vừa ý Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đã lâu rồi. Bọn hắn tin tưởng nếu như có thể cùng thần tộc hai vị nữ vương kết hợp, sinh ra được tử nữ thiên phú nhất định sẽ cường hãn hơn. Lan Vân,
Tuyết Ngưng Tư, các ngươi không muốn làm vô vị vùng vẫy, hôm nay chính là thôn thiên ngày, các ngươi cho rằng có thể ngăn cản được chúng ta ma tộc tiến công sao? Trống trơn là các ngươi trong thức hải thiên ảnh ma trùng, thì có thể làm cho các ngươi cho nên thần tộc người cúi đầu xưng thần rồi. Thương Bằng thanh âm ở trong không khí quanh quẩn, hắn chả cũng không biết thiên ảnh ma trùng được lấy chuyện xảy ra, hắn chỉ cho là thiên ảnh ma trùng tạm thời được thần tộc chế trụ rồi. Thù Đực cũng nói, làm nữ nhân của chúng ta có những gì không tốt. Tương lai chúng ta có thể cùng đi thống trị thế giới bên ngoài, các ngươi đem sẽ trở thành chân chính nữ vương. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư nhìn thấy những ma tộc này người tướng mạo, trong lòng các nàng liền một trận buồn nôn rồi. Tuyết Ngưng Tư lạnh lẽo quát lên, thiếu nằm mơ, cho dù chết, ta cũng sẽ không trở thành các ngươi người của ma tộc nữ nhân. Thương Bằng nụ cười nhạt nhòa nói, rất tốt. Ta hy vọng tiếp sau đó, người vẫn có thể nói như vậy. Hiện tại liền để cho các ngươi thể hội một chút thôn thiên ngày thiên ảnh ma trùng đến cùng đáng sợ bao nhiêu đi. Thương Bằng cùng Thù Đực trên người nổi lên màu đen linh khí, bọn hắn câu thông thôn thiên ngày trong thiên địa uy năng, từ trên người bọn họ bạo phát ra một loại khủng bố sức mạnh thần thức, bọn hắn bắt đầu câu thông những kia bị áp chế thiên ảnh ma trùng rồi. Bọn tiểu tử, cho ta toàn bộ thức tỉnh đi. Cho ta toàn bộ tránh thoát áp chế đi, Thương Bằng quát. Nhưng một giây sau, vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng quái dị, như cùng là táo bón bình thường yết hầu thanh âm cũng im bặt đi rồi. Hắn căn bản không cảm giác được thiên ảnh ma trùng rồi, hắn căn bản câu thông không tới thiên ảnh ma trùng rồi, đây rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Theo lý tới nói, tại thôn thiên ngày, có bọn hắn triệu hoán sau đó những kia bị áp chế thiên ảnh ma trùng. Hẳn là rất nhanh hội thoát khỏi thần tộc người áp chế, nhưng hôm nay bọn hắn đừng nói là để thiên ảnh ma trùng thoát khỏi áp chế, liền cả cái gì một con thiên ảnh ma trùng cũng câu thông không tới, quả thực là gặp quỷ rồi. Trái lo phải nghĩ bên dưới. Thương Bằng cùng Thù Đực sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, Thương Bằng không xác định quát lên, các ngươi đem thiên ảnh ma trùng lấy ra thức hải. Tuyết Ngưng Tư sắc mặt lạnh lùng, các ngươi không là muốn để cho chúng ta thể hội một chút thiên ảnh ma trùng đáng sợ sao? Này chính là các ngươi cái gọi là đáng sợ sao? Tuy nói Tuyết Ngưng Tư không trả lời thẳng, thế nhưng Thương Bằng cùng Thù Đực có thể khẳng định thiên ảnh ma trùng được thần tộc cho loại bỏ thức hải rồi, bọn hắn không nghĩ tới thần tộc người vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Thương Bằng trên người nhiều hơn mấy phần lệ khí, hắn hướng về phía hết thảy người của ma tộc, quát tất cả tộc nhân cho ta nghe mệnh. Lập tức tiến vào tăng lên sức chiến đấu trạng thái, cùng chúng ta đồng thời công phá thần tộc phòng hộ. Thương Bằng cùng Thù Đực bọn hắn vẫn không có tiến vào thôn thiên ngày sức chiến đấu tăng lên trạng thái. Tại Thương Bằng dứt tiếng thời khắc, hết thảy người của ma tộc trong cổ họng toàn bộ phát ra một loại cổ quái tiếng kêu, bọn hắn câu thông trong thiên địa tràn ngập đặc thù năng lượng. Mà Thương Bằng cùng Thù Đực đồng dạng là gầm rú, từ trên người bọn họ không ngừng nổi lên từng tầng chấn động. Từ toàn thân bọn họ xương cốt bên trong dĩ nhiên phát ra bùm bùm. Tiếng vang, chỉ thấy thân thể của bọn họ dĩ nhiên lại trở nên lớn đằng đẵng một vòng, một loại bộ lông màu đen bắt đầu từ trên da của bọn họ xông tới rồi, chỉ là một sẽ thời gian, toàn thân bọn họ trên dưới toàn bộ được bộ lông màu đen cho tràn ngập. Từ bọn hắn trong miệng mọc ra răng nanh trở nên càng chả sáng loáng mà lại sắc bén, khí thế trên người liên tục tăng lên. Từng đạo mãnh liệt màu đen linh khí hướng về trên bầu trời đánh tới. Đứng ở trên cổng thành Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư cùng Ổ Quang Vinh đám người, bọn hắn nhìn thấy ma tộc biến hóa sau đó bọn hắn biết loại này hình thái liền là ma tộc tại thôn thiên ngày chân chính hình thái. Cảm thụ từ ma tộc hai vị thủ lĩnh Thương Bằng cùng Thù Đực trên người tán phát ra bế nghệ khí thế, tuy nói hai người bọn họ thật khí thế chả là ở vào thần đế cảnh đỉnh phong tầng thứ. Nhưng khí thế của bọn họ muốn cao hơn rất nhiều thần đế cảnh cường giả đỉnh cao rồi, bọn hắn sức chiến đấu khẳng định cũng so với rất nhiều thần đế cảnh cường giả đỉnh cao yếu kiểu như châu bò rồi. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư hầu như có thể khẳng định, chính mình không phải là Thương Bằng cùng Thù Đực đối thủ rồi. Đại trưởng lão, chúng ta thần tộc thật sự yếu chung kết sao? Ta xấu hổ đối với chúng ta thần tộc tổ tiên. Lan Vân trong giọng nói có phần không cam lòng. Người thân là thần tộc đệ nhất nữ vương, người không cách nào bảo vệ thần tộc, trong lòng nàng tràn đầy tự trách. Ổ Quang Vinh vẻ mặt kiên định, nói tổ tiên sẽ không trách các ngươi, trái lại hắn sẽ vì các ngươi kiêu ngạo, chí ít chúng ta đến chết cũng sẽ không cúi đầu trước ma tộc. Trong khi nói chuyện,
hết thảy tăng lên sức chiến đấu người của ma tộc, bọn hắn tại thương bằng cùng thủ được dưới sự hướng dẫn, bắt đầu điên cuồng hướng về cổ thành công kích, các loại mạnh mẽ thủ đoạn công kích là tầng tầng lớp lớp. Thần tộc cổ thành tuy nói được tầng phòng hộ bảo vệ, nhưng ở ma tộc điên cuồng như thế công kích, e sợ không được bao lâu thời gian, toàn bộ tầng phòng hộ liền sẽ tán loạn rồi. Thời gian trôi qua, tại ma tộc cực hạn công kích, tầng phòng hộ thượng đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn nứt rồi. Nhìn thấy vết rạn nứt sau đó Lan Vân nói ra, hết thảy thần tộc tộc nhân nghe, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu, chúng ta thần tộc tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ma tộc. Chương 2651, này có thể không một định. Ma tộc công kích càng ngày càng mãnh liệt. Từng cái vết rạn nứt nhanh chóng tại tầng phòng hộ thượng khuếch tán ra đến, dường như mạng nhện giống như. Bao phủ cổ thành toàn bộ tầng phòng hộ càng phát lảo đảo lên, có một loại bất cứ lúc nào đều phải đổ nát khuynh hướng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. To lớn tầng phòng hộ không thể kiên trì được nữa rồi, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, toàn bộ nát tan nứt ra. Mà đứng ở trên thành lầu Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư sớm đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ thấy Lan Vân trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu đỏ, từ trong đó để lộ ra lửa nóng khí, chỉnh thanh trên trường kiếm tràn ngập hỏa diễm đồ án. Lan Vân mi tâm hỏa diễm dấu ấn lấp lánh lên, bên trong thân thể màu đỏ rực linh khí rót vào đã đến trường kiếm màu đỏ bên trong. Chỉnh thanh trường kiếm màu đỏ bên trong nhất thời bạo phát ra cực hạn khủng bố nhiệt độ, phảng phất người không khí bốn phía đều phải đã hòa tan bình thường. Ngọn lửa màu đỏ rực từ trường kiếm bên trong tóe phát ra, đem trọn thanh trường kiếm màu đỏ lượn lờ lên. Tuyết Ngưng Tư trong tay nhưng là xuất hiện một cái trường kiếm màu trắng, lạnh lẽo khí từ trong đó tản ra, trường kiếm màu trắng bên trên có khắc họa nhiều đóa hoa tuyết đồ án. Người mi tâm một đóa hoa tuyết dấu ấn cũng lấp lánh lên, trong cơ thể nàng linh khí cùng Lan Vân là ngược lại, màu trắng lạnh lẽo linh khí trong nháy mắt truyền vào trường kiếm màu trắng bên trong. Người nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ thấp, trong không khí lượng nước toàn bộ được kết thành vụn băng, không ngừng mất rơi trên mặt đất. Trong tay nàng trường kiếm màu trắng thượng kết lên một tầng hàn băng, chỉnh thanh trên trường kiếm toát ra uy nghiêm đáng sợ hàn khí. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư trên người khí thế như hồng. Lan Vân là cực gây nên lửa nóng, Tuyết Ngưng Tư là cực gây nên lạnh lẽo, hai loại cực đoan nhiệt độ, ở trong không khí không ai nhường ai. Hai người bọn họ trong tay trường kiếm màu đỏ cùng trường kiếm màu trắng đồng thời hướng về ngoài cửa thành người của ma tộc vung ra. Song kiếm phá thiên địa. Oanh, oanh. Từ Lan Vân trường kiếm màu đỏ bên trong lao ra khỏi một con màu lửa đỏ to lớn phượng hoàng, này chim phượng hoàng trên người thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Mà từ Tuyết Ngưng Tư trường kiếm màu trắng bên trong lao ra khỏi một con màu trắng to lớn phượng hoàng, này chim phượng hoàng trên người tràn ngập tầng băng. Phàm là màu đỏ rực phượng hoàng lướt qua địa phương, trong không khí dĩ nhiên hạ xuống hỏa diễm mưa đến. Về phần màu trắng phượng hoàng lướt qua địa phương, trong không khí nhưng là đã nổi lên nhiều đóa hoa tuyết. Cái này hai chỉ một đỏ một trắng to lớn phượng hoàng, tại chúng nó muốn trùng kích đến ma tộc mặt người trước thời gian, chúng nó dĩ nhiên trước một bước lẫn nhau đánh vào nhau. Oanh! Màu đỏ to lớn phượng hoàng cùng màu trắng to lớn phượng hoàng xung kích cùng nhau sau đó nhất cổ để thiên địa đều biến sắc uy năng nhất thời ở trong không khí bạo phát. Nóng lên một băng hai loại cực hạn sờ va vào nhau, phảng phất là sinh ra một loại phản ứng hóa học bình thường. Màu đỏ phượng hoàng cùng màu trắng phượng hoàng đồng thời nổ tung. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hết thảy người của ma tộc đều cho thôn phệ ở trong đó, bực này nổ tung uy năng, e sợ vậy thần đế cảnh cường giả đỉnh cao cũng phải trực tiếp đi đời nhà ma. Nhưng thương bằng cùng thù được không phải phổ thông thần đế cảnh cường giả đỉnh cao. Hơn nữa bọn hắn tại thôn thiên ngày là sức chiến đấu tăng lên trạng thái. Chỉ thấy bọn họ tại bị nổ tung uy năng thôn vệ trước đó. Hai người bọn họ đồng thời đem cánh tay của mình giơ lên, còn lại người của ma tộc thấy thế, bọn hắn cũng dồn dập giơ lên cánh tay của mình. Hết thảy người của ma tộc trên người không ngừng bốc lên màu đen linh khí, bọn hắn tại câu thông thiên địa giữa cái loại năng lượng này. Ma nguyên lá chắn. Một tầng lớn vô cùng màu đen lá chắn trong nháy mắt đem hết thảy người của ma tộc cho bao phủ, màu đỏ phượng hoàng cùng màu trắng phượng hoàng nổ tung oai, toàn bộ hướng đánh vào màu đen lá chắn bên trên. Đợi đến dư âm nổ mạnh tản đi. Chỉ thấy màu đen lá chắn đem này nhất công kích cho toàn bộ chống đỡ cản lại.
theo người của ma tộc đưa cánh tay toàn bộ buông xuống, dày nặng màu đen lá chắn cũng chậm chậm tản đi rồi. Hôm nay chính là thôn thiên ngày, đối với ma tộc tới nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn hắn có thể mượn trong thiên địa nguồn sức mạnh này. Tại đem Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư này nhất công kích chống đỡ đỡ được sau đó thương bằng cùng thù được bóng người hướng về thành lầu tránh đi rồi. Hết thảy người của ma tộc cũng hướng về thành lầu lao đi rồi, bây giờ bao phủ cổ thành ô dù biến mất rồi, đối với người của ma tộc tới nói là thông suốt rồi. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đã gặp các nàng liên hợp lại một đòn cũng không có hiệu quả, hai người bọn họ không tự chủ nôn thở ra một hơi, khí thế trên người không có tản đi, chuẩn bị bất cứ lúc nào liều đánh một trận tử chiến rồi. Đại trưởng lão Ổ Quang Vinh một tấc cũng không rời đứng ở Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư bên cạnh, đối với hiện tại tăng lên sức chiến đấu thương bằng cùng thù được mà nói, tốc độ của bọn họ tự nhiên trở nên nhanh hơn không ít. Cho tới Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư theo không kịp bọn hắn hai cái tốc độ. Thương bằng cùng thù được đột nhiên xuất hiện tại Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư trước mặt, bọn hắn tự nhiên là không muốn giết tử thần tộc hai cái này nữ vương, bọn hắn còn muốn để hai cái này nữ vương thay bọn hắn nối dõi tông đường, sinh ra thiên phú càng cường đại hơn đời sau đây. Cho nên, thương bằng cùng thù được chỉ là hướng về Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư vỗ ra một trường. Bất quá! Một trường này bên trong cũng ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Chậm một nhịp Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đưa tay ra cánh tay đi chống đối, nhưng nàng nhóm sức chiến đấu so với thương bằng cùng thù được yếu hơn không ít. Thân thể trực tiếp đụng vào sau lưng trên tường đá, trong miệng không nhịn được hộc ra tiên huyết. Ổ Quang Vinh thấy thế, hắn liều lĩnh muốn đối thương bằng cùng thù được triển khai công kích. Nhưng mà, thương bằng cùng thù được trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đợi được bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, một cái đi tới Ổ Quang Vinh trước mặt, một cái đi tới Ổ Vinh mặt sau. Bọn hắn từ trong miệng mọc ra sắc bén răng nanh, trực tiếp từ phía trước cùng mặt sau xuyên thấu Ổ Vinh ngực. Trong đó thương bằng răng nanh vừa vặn đã đâm trúng Ổ Quang Vinh trái tim, tại bọn hắn đem răng nanh rút sau khi đi ra. Chỉ thấy Ổ Quang Vinh ngực nhiều hơn hai cái lỗ máu, từ trong đó không ngừng bốc lên ấm áp tiên huyết đến. Trái tim của hắn cũng có chút yếu vỡ vụn, trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Đại trưởng lão, Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư không nhịn được hô, các nàng trên mặt tràn ngập thần sắc thống khổ. Ổ Quang Vinh bưng lồng ngực của mình, nhưng tiên huyết còn tại từ ngón tay của hắn khe trong không ngừng chảy ra, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, hắn có thể cảm giác được trái tim của mình bất cứ lúc nào đều phải nổ tung rồi, hắn biết mình là sống không được rồi. Cùng lúc đó, còn lại thần tộc người cùng người của ma tộc đối chiến, thần tộc người cũng là liên tục bại lui. Người của ma tộc không có đối với thần tộc người hạ tử thủ, bọn hắn còn muốn cho thần tộc người thành vì bọn họ ma tộc nô bộc. Mà thương bằng cùng thù được là đã sớm xem Ổ Quang Vinh không vừa mắt, bọn hắn mới muốn trực tiếp đưa Ổ Quang Vinh lên đường. Thương bằng cùng thù được trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng, trong đó thương bằng quát, ta đã nói rồi. Các ngươi thần tộc sẽ trở thành chúng ta ma tộc nô bộc, các ngươi hiện tại đã tin tưởng chứ? Các ngươi thần tộc tại trước mặt chúng ta là như vậy, không đỡ nổi một đòn. Từ nay về sau, thần ma giới chính là chúng ta ma tộc thiên hạ rồi. Tại thương bằng cực kỳ đắc ý thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang vọng tại trong không khí, này nhưng không nhất định. Chương 2652, toàn bộ quỳ. Âm thanh này xuất hiện làm đột nhiên. Cũng rất đột ngột. Làm cho tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ vì đó sững sờ, thương bằng nụ cười trên mặt biến mất rồi, một vệt phẫn nộ nhất thời thay vào đó. Chỉ thấy từ trên bầu trời cách đó không xa bên trong, một vệt bóng đen tại nhanh tiếp cận. Cơ hồ là trong nháy mắt, bóng đen này trong nháy mắt xuất hiện tại trên cổng thành, hắn đi tới Ổ Vinh bên cạnh. Ngươi! Khụ khụ! Trong miệng vừa vặn phun ra một chữ. Ổ Quang Vinh liền không nhịn được bắt đầu ho khan, máu tươi từ miệng hắn bên trong phun ra tung tóe. Bóng đen chính là san san đến muộn Diệp Thần Phong, không cần nói chuyện rồi, bằng không ngươi cái mạng này giữ không được. Diệp Thần Phong thủ trưởng đặt tại Ổ Vinh ngực, ngón tay hắn phong bế Ổ Quang Vinh ngực chung quanh mấy cái huyệt vị, tạm thời dùng linh khí vững chắc lại Ổ Quang Vinh che kín vết rạn nứt trái tim. Lấy Ổ Quang Vinh bây giờ tình huống, yêu cầu tiến một bước trị liệu. Mới có thể triệt để khôi phục. Diệp Thần Phong đỡ Ổ Quang Vinh trên mặt đất ngồi xuống,
hắn từ đầu tới cuối đều không có đi lưu ý ma tộc lĩnh thương bằng cùng thủ được. Được thương bằng cùng thủ Yuichi trưởng đánh bay ra ngoài, Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư, hai người bọn họ đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Các nàng trước đó cho rằng Diệp Thần Phong bởi vì sợ mà đào tẩu rồi, ai biết Diệp Thần Phong lại đang cái này trong lúc mấu chốt lại xuất hiện. Lan Vân trong lòng toát ra nhất cổ mừng rỡ, liền ngay cả Lãnh Nhược Băng Xương Tuyết Ngưng Tư trong lòng cũng vi vi vui vẻ. Nhưng ngược lại, hai người bọn họ muốn cho tới bây giờ thần tộc tình cảnh, các nàng lại nhăn lại mày liễu đến rồi, Diệp Thần Phong bây giờ trở về đến chẳng khác gì là đưa chết rồi. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư bên trong thân thể bị thương, vừa vặn thương bằng cùng thù được lực đạo nắm giữ rất tốt, chính dễ dàng để hai người bọn họ không cách nào đứng lên đi lại. Diệp Thần Phong, ngươi về tới làm cái gì? Trước ngươi đi nơi nào? Ngươi không phải chúng ta thần tộc người, chuyện nơi đây không cần ngươi nhúng tay. Tuyết Ngưng Tư giả vờ lạnh lẽo, nhưng trong lòng nàng lại ấm áp, biết Diệp Thần Phong không có bỏ xuống các nàng là tốt rồi, như vậy liền đủ rồi, giữa bọn họ đã từng có hôn lễ, bọn hắn tính là vợ chồng rồi. Lan Vân cũng vội vàng nói, nhanh rời đi nơi này, không cần lo chúng ta, ngươi có phần tâm này ý. Chúng ta liền rất cao hứng. Đối với Tuyết Ngưng Tư cùng Lan Vân khuyên bảo, Diệp Thần Phong đứng tại chỗ thờ ơ không động lòng, trong tay hắn nắm giữ thiên lệnh, hắn sẽ sợ này cái gọi là ma tộc sao? Cho dù hôm nay là thôn thiên ngày thì lại làm sao? Hắn như thường có thể để cho những ma tộc này vài phút đồng hồ nằm xuống. Thương bằng cùng thù được đã từ lâu phục hồi tinh thần lại rồi, bọn hắn cảm giác được suốt Diệp Thần Phong không phải thần tộc người. Nhân loại người tu luyện, thương bằng trong tròng mắt nhất thời hiện lên cực điểm lửa giận. Năm đó bọn hắn ma tộc nhưng là đại bại tại nhân tộc trong tay, trong lòng bọn họ đối nhân tộc tràn đầy cực hạn hận ý. Diệp Thần Phong đơn giản trả lời một chữ, là. Nghe được Diệp Thần Phong trả lời sau đó thương bằng khóe miệng hiện lên âm trầm nụ cười, mà thu được là liên tục cười lạnh, hắn phong bế Diệp Thần Phong lùi về sau đường đi. Các ngươi trong thần tộc lại còn ẩn giấu một nhân tộc tiểu tử. Các ngươi thần tộc rõ ràng cùng nhân tộc như thế thân mật. Thù được trong cơ thể khí thế không ngừng tăng vọt. Diệp Thần Phong muốn mau chút kết thúc cuộc chiến đấu này rồi, hắn bàn tay phải bên trong nắm thiên lệnh. Nhưng này lúc, Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư nhìn thấy Diệp Thần Phong đào tẩu đường toàn bộ bị phong bế rồi, các nàng biết Diệp Thần Phong cũng thì không cách nào rời khỏi. Lan Vân sờ môi. Người sắc mặt trở nên hồng nói, phu quân, xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi rồi, nghĩ đến ngươi đi không từ giả. Biết Diệp Thần Phong chỉ có thể lưu lại cùng các nàng chết rồi, Lan Vân trong lòng có cảm động, người biết hay là đây là một cái cơ hội cuối cùng rồi, về sau đều không có cơ hội gọi Diệp Thần Phong vì phu quân rồi, giữa bọn họ tất lại đã kết hôn rồi, hơn nữa Diệp Thần Phong có thể không quan tâm tính mạng của mình, đáng giá người hô lên một tiếng phu quân rồi. Tuyết Ngưng Tư do dự một hồi, sắc mặt đỏ bừng lên, trong cổ họng thanh âm rất thấp, phu quân. Người cũng cực kỳ chật vật hô lên danh xưng này. Sau đó, người lại nói, xin lỗi, chúng ta đều hiểu lầm ngươi rồi. Thương bằng cùng thù được nghe được Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đối Diệp Thần Phong xưng hô sau, hai người bọn họ tức giận yếu đỉnh đầu bốc khói rồi. Phải biết thần tộc hai cái này nữ vương nhưng là bọn hắn vừa ý được rồi. Nhưng bây giờ thật giống được trước mắt nhân tộc này tiểu tử cho nhanh chân đến trước. Này để hai người bọn họ làm sao có thể chịu được. Tốt ngươi cái tiểu, tạp, nát tan, hết thảy người của ma tộc nghe, hôm nay chúng ta liền muốn cử hành một hồi tiệc rượu, chúng ta cùng đi thưởng thức một cái nhân loại này tiểu tử huyết nhục. Thương bằng đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, hắn không nghĩ tới thần tộc hai vị nữ vương sẽ ở thời điểm này biểu lộ. Hắn nhìn xem tức giận thương bằng cùng thù được, hắn nói ra, nói đủ chưa? Thực sự là đủ táo lưỡi, xem các ngươi này đạo đức. Chả ma tộc đây, còn muốn ăn huyết nhục của ta, các ngươi có bản lãnh này sao? Ta xem sau đó các ngươi liền muốn hướng về ta quỳ xuống. Còn lại thần tộc cùng người của ma tộc cũng tạm thời đình chỉ chiến đấu, người của ma tộc từng cái toàn bộ trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Bọn hắn hận không thể trực tiếp đem Diệp Thần Phong cho xanh thôn hoạt bác. Nhân loại cũng chỉ hội xính miệng lưỡi lực lượng, tiếp đó, chúng ta liền để ngươi xem một chút đến cùng ai sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thương bằng thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, cực hạn thật khí thế từ trong cơ thể hắn tóe mà ra, hắn là thật sự phẫn nộ rồi,
Diệp Thần Phong không chỉ có là nhân loại người tu luyện, lại vẫn thành thần tộc hai vị nữ vương nam nhân. Thương Bằng độ phi thường nhanh, hắn từ chính diện hướng về Diệp Thần Phong động công kích, từng luồng sóng khí hung mãnh xung kích hướng về Diệp Thần Phong thân thể. Về phần Thù Đực tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn là từ Diệp Thần Phong phía sau triển khai công kích, hắn quát lên, Thương Bằng, để cho chúng ta đến tỉ thí một chút, ai trước tiên có thể uốn éo dưới tiểu tử này cánh tay. Được hai mặt giáp công. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ lo âu, các nàng lĩnh giáo qua Thương Bằng cùng Thù Đực sức chiến đấu rồi, cho dù Diệp Thần Phong như thế nào đi nữa cường hãn, hắn cũng chỉ là thần đế cảnh trung kỳ tu vi AH. Căn bản sẽ không là bây giờ loại này hình thái Thương Bằng cùng Thù Đực đối thủ. Thương Bằng cùng Thù Đực gấp áp sát, mắt nhìn bọn họ tới gần Diệp Thần Phong rồi. Hết thảy thần tộc người thở dài liên tục, mà miễn cưỡng bảo vệ một hơi ổ quang vinh, hắn cũng không ngừng lắc đầu. Những ma tộc đó người ngược lại là từng cái nắm chắc phần thắng gầm rú. Diệp Thần Phong đem linh khí lập tức rót vào bàn tay thiên lệnh bên trong, đem thiên lệnh hướng về trước người của mình ném một cái. Chỉ thấy cả khối thiên lệnh nhanh lớn lên, cuối cùng ầm một tiếng, trực tiếp lâm vào mặt đất gạch đá bên trong, vững vàng đứng lặng. Từ phía trên khiến bên trong đột nhiên tuôn ra đối thần tộc cùng ma tộc huyết mạch uy thế lực lượng. Nguyên bản trên mặt mang theo nụ cười giữ tợn Thương Bằng cùng Thù Đực, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong vẻ mặt thống khổ rồi. Nhưng là từ phía trên khiến cho bên trong truyền ra huyết mạch uy thế. Lập tức để hai người bọn họ trong gân mạch linh khí dòng sông bị nghẹt, cả người liền một tơ linh khí cũng cầm lên không nổi rồi. Phù phù, phù phù, hai tiếng. Đến gần Thương Bằng cùng Thù Đực không có dấu hiệu nào trực tiếp hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống. Ở đây thần tộc cùng người của ma tộc tại cảm nhận được thiên lệnh bên trong huyết mạch uy thế sau, bọn hắn cũng không tự chủ được toàn bộ dồn dập hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống. Ngược lại là Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư nguyên bản là không cách nào từ mặt đất đứng lên, các nàng vẫn cứ duy trì dáng dấp lúc trước. Mà Ổ Quang Vinh cũng như cũ là nằm trên mặt đất thượng. Chương 2653, khổ rồi ma tộc. Trên lâu thành có vẻ vô cùng yên tĩnh. Biến sau khi lớn lên thiên lệnh vững vàng đứng lặng, một đôi thần tộc cùng ma tộc huyết mạch uy thế, từ phía trên khiến bên trong tán mà ra. Hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống Thương Bằng cùng Thù Đực, sắc mặt so với ăn phải con ruồi còn khó hơn xem, bọn hắn liều mạng muốn vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông, đáng tiếc tất cả những thứ này đều là uổng công vô ích. Bọn hắn thân huyết mạch trong cơ thể bị áp chế gắt gao, linh khí dòng sông căn bản vô pháp tại trong gân mạch vận chuyển lại, bên trong thân thể cả cái gì một tia linh khí cũng không cách nào tăng lên, thậm chí bởi vì thiên lệnh trung cực gây nên uy thế nguyên nhân. Bọn hắn liền đứng lên cũng không nổi. Hai người bọn họ ánh mắt tập trung vào thiên lệnh bên trên, trước đó thần tộc cùng người của ma tộc đều không có đi vào qua thần ma cấm địa, cho nên bọn hắn cũng không biết thần ma trong cấm địa chí bảo chính là trời khiến. Chỉ là cảm thụ từ phía trên khiến thượng truyền tới huyết mạch uy thế, bọn hắn một cách tự nhiên đoán được một điểm, đây tuyệt đối là thần ma trong cấm địa chí bảo, có thể áp chế thần tộc cùng ma tộc huyết mạch. Này không sẽ chờ cùng với có thể thống trị toàn bộ thần ma nhất tộc sao? Thương Bằng trong con ngươi lửa giận đốt đốt tới cực điểm, người đi qua thần ma cấm địa. Đây là chúng ta thần ma nhất tộc chí bảo. Diệp Thần Phong cũng không có phủ nhận, đúng vậy, ta là đi qua thần ma cấm địa, cái này cũng là ta từ thần ma trong cấm địa lấy được. Đúng rồi, ta còn gặp thần tộc cùng ma tộc tổ tiên, các ngươi ma tộc tổ tiên một vệt ý thức, trực tiếp được ta cho một cái tát đập tan. Hắn cũng là la hét muốn giết chết ta. Diệp Thần Phong đi tới thiên lệnh bên, cánh tay tựa vào thiên lệnh bên trên, hắn ánh mắt nhìn về phía Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư, ma tộc yếu xử trí như thế nào. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư lúc này mới tỉnh táo lại, các nàng thật có một loại cảm giác nằm mộng, nguyên bản cực kỳ bất lợi cục diện, trong nháy mắt đến rồi một cái 180 độ đại xoay ngược lại. Các nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên là đi rồi thần ma cấm địa. Còn đem thần ma nhất tộc chí bảo cho đã lấy được. Các nàng đã từng cũng là đã tiến vào thần ma cấm địa, nhưng nàng nhóm căn bản liên thông đạo cũng đi bất quá, chớ nói chi là đi tới thần ma cấm địa nơi sâu xa nhất rồi, bởi vậy có thể thấy được, Diệp Thần Phong trận pháp trình độ đã kiểu như châu bò không được rồi. Mặc dù nói các nàng hận không thể trực tiếp diệt ma tộc,
nhưng các nàng biết Diệp Thần Phong muốn rời khỏi thần ma giới, các nàng biết Diệp Thần Phong khả năng yêu cầu giúp đỡ, nếu như đem ma tộc giết thật là đáng tiếc, chẳng bằng để cho bọn họ toàn bộ thần phục với Diệp Thần Phong đây. Dù sao lần này thần tộc người cũng không chết, Ổ Vinh tính mạng cũng bị Diệp Thần Phong cho bảo vệ. So sánh thận trọng Lan Vân, nàng nói, phu quân, không bằng để cho hết thảy người của ma tộc trở thành nô bộc của ngươi đi. Đối ngươi như vậy tới nói cũng là nhất cổ trợ lực, chỉ cần đem tính mạng của bọn họ nắm trong lòng bàn tay, bọn hắn tuyệt đối không dám làm ẩu. Nằm ổ quang vinh, thanh âm hắn hư nhược nói ra, nữ vương nói không sai, để cho bọn họ thần phục đi. Ổ quang vinh lão đầu này lấy tư cách thần tộc đại trưởng lão, thần tộc đại quản gia, hắn làm việc cũng là nhìn xa trông rộng, hắn cũng rõ ràng bọn hắn nhất định sẽ đi theo Diệp Thần Phong cùng rời đi rồi. Bây giờ bọn hắn thần tộc thế lực không tính quá mạnh, nếu có ma tộc thuần phục, cái này cũng là cực kỳ tốt. Thấy Lan Vân bọn hắn đều nói như vậy, Diệp Thần Phong gật gật đầu, trước hắn liền nghĩ tới yếu thành lập thế lực của mình, để những ma tộc này người thành làm nô tài, tại lúc cần thiết, còn có thể trở thành bia đỡ đạn, tổng so trực tiếp ở nơi này giết chết bọn hắn hữu dụng. Diệp Thần Phong trong tay xuất hiện một cái vật chứa, bên trong đựng toàn bộ là lúc trước thiên ảnh ma trùng. Bây giờ những ngày qua ảnh ma trùng toàn bộ được Diệp Thần Phong cho tuần phục, hắn trực tiếp đem rậm rạp chẳng chịt thiên ảnh ma trùng tung ra ngoài, khống chế thiên ảnh ma trùng chui vào thương bằng cùng thù được các loại hết thảy người của ma tộc trong thức hải. Này làm cho thương bằng cùng thù được bọn họ là trong lòng uất ức cực kỳ, đây là một loại tự thực ác quả tư vị. Những ngày qua ảnh ma trùng toàn bộ là chính bọn hắn bồi dưỡng, kết quả cuối cùng bọn hắn lại cũng bị thiên ảnh ma trùng cho uy hiếp đến. Diệp Thần Phong nhìn trời khiến còn không phải rất quen thuộc, hắn hiện tại mới phát hiện, mình có thể tự do khống chế thiên lệnh bên trong hai loại huyết mạch uy thế tán đi ra ngoài. Kết quả là, hắn đem nhằm vào thần tộc huyết mạch uy thế thu vào. Hắn tạm thời không thèm quan tâm người của ma tộc rồi, để cho bọn họ tiếp tục ở tại huyết mạch uy thế dưới, hắn cho Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư phục dụng một viên chữa thương đan dược sau. Hắn lập tức lại đi tới Ổ Vinh thân bên. Hắn vừa vặn chỉ là giúp Ổ Quang Vinh cho tạm thời vững chắc lại nứt ra trái tim. Muốn để Ổ Quang Vinh trái tim hoàn toàn khôi phục, nhất định muốn luyện chế đan dược. Bất quá, trước mắt Diệp Thần Phong lại trước tiên giúp Ổ Quang Vinh lần nữa củng cố một phen, đồng thời thay hắn trị liệu một cái thân thương thế bên trong cơ thể, khiến hắn tạm thời có thể đứng dậy đi lại. Tại Ổ Quang Vinh có thể đứng lên đi sau khi đi, Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư trải qua điều tức. Các nàng cũng có thể đứng dậy rồi. Diệp Thần Phong đối với Lan Vân các nàng nói ra, các ngươi tại người của ma tộc trong thức hải gieo xuống dấu ấn đi. Như vậy tính mạng của bọn họ liền trưởng khống trong tay các ngươi rồi, như vậy cũng coi như là song trọng bảo hiểm rồi. Diệp Thần Phong trong tay nắm giữ thiên lệnh, ma tộc cùng thần tộc người tất cả trốn không ra lòng bàn tay của hắn, nhưng vạn nhất một ngày kia, hắn không có ở đây thời điểm, cũng nhất định muốn có người có thể khống chế lại người của ma tộc. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư không chút do dự đi tới thương bằng cùng thù được trước mặt, Lan Vân hỏi, các ngươi nguyện ý trở thành ta phu quân nô bộc sao? Đây là các ngươi có thể sống duy nhất cơ hội. Thương bằng cùng thù được trong lòng tuy nói không hề cam, nhưng bọn họ càng không muốn liền chết như vậy, nếu như bọn hắn không đáp ứng, bọn hắn biết mình là chắc chắn phải chết. Cuối cùng thương bằng cùng thù được chỉ có thể không tình nguyện gật gật đầu. Bởi vì bọn họ được chế trụ. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư cực kỳ nhẹ nhõm tại trong biển ý thức của bọn họ để lại dấu ấn. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Ổ Quang Vinh, nói, đại trưởng lão, người muốn hay không cũng tại hai người bọn họ trong thức hải lưu lại một dấu ấn. Không bằng như vậy đi, để cho các ngươi thần tộc tất cả trưởng lão, toàn bộ tại hai người bọn họ trong thức hải lưu lại dấu ấn. Như vậy về sau hai người bọn họ tuyệt đối không dám có những gì ý biến thái rồi, hơn nữa hội liều mạng thần bảo hộ tộc. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói, thương bằng cùng thù được thiếu một chút trực tiếp tức đến ngất đi, không mang theo người khi dễ như vậy, để nhiều người như vậy tại trong biển ý thức của bọn họ lưu lại dấu ấn, từng cái dấu ấn, dưới cái nhìn của bọn họ chính là một cái hổ thẹn. Nhục, Ổ Quang Vinh đối thương bằng cùng thù được cực kỳ lửa giận, hắn vừa vặn nhưng là suýt chút nữa chết rồi, hắn không chút do dự tại trong biển ý thức của bọn họ để lại dấu ấn, hắn rồi hướng trong thần tộc tất cả trưởng lão. Nói ra các vị trưởng lão, toàn bộ lại đây lưu lại dấu ấn. Không cách nào phản kháng thương bằng cùng thù được,
nhìn xem từng cái trưởng lão tại trong biển ý thức của bọn họ lưu lại dấu ấn, bọn hắn thật sự có một loại khóc xúc động rồi. Cái cảm giác này thật giống chính là một người phụ nữ bị vô số người đàn ông cho. Về phần còn lại người của ma tộc, trong đó vài tên tại thần đế cảnh người, cũng bị ổ quang vinh bọn hắn lưu lại lạc ấn. Thần đế cảnh bên dưới người của ma tộc cũng không có lưu dưới lạc ấn, dù sao bọn hắn lĩnh được khống chế được, hơn nữa trong biển ý thức của bọn họ có ngày ảnh ma trùng, còn nữa Diệp Thần Phong thiên lệnh cũng bất cứ lúc nào có thể áp chế bọn hắn. Chương 2654, Diệp Tông, chả phải suy nghĩ một chút. Tại tất cả mọi chuyện đều cáo ở đoạn sau. Diệp Thần Phong đem thiên lệnh thu vào, thương bằng cùng thù được các loại người của ma tộc, châm đối dòng máu của bọn họ uy thế nhất thời biến mất rồi. Thương bằng cùng thù được bọn hắn dồn dập từ trên mặt đất đứng lên, trong lòng bọn họ tuy nói có phẫn nộ, nhưng bọn họ không dám chút nào biểu hiện đến, hiện tại bọn hắn là cái thớt gỗ thượng thịt cá, tùy ý Diệp Thần Phong bọn hắn làm thịt. Diệp Thần Phong nhìn xem cúi đầu thương bằng cùng thù được, hắn lãnh đạm cười nói, làm sao? Không muốn làm nô bộc của ta sao? Ta đã cho các ngươi lựa chọn, các ngươi đã lựa chọn làm nô bộc của ta rồi, như vậy các ngươi tốt nhất cho ta bày đoan chính tư thái, ta cũng không thích muốn đứng ở chủ người trên đầu tới nô bộc. Diệp Thần Phong hơi chút trao đổi một cái thương bằng cùng thù được trong thức hải thiên ảnh ma trùng, hai người bọn họ lập tức biểu lộ trở nên vô cùng thống khổ, trong thức hải là một loại xót ruột đau nhức, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn hắn biết hết thảy đều đã thành định cục, muốn còn sống cũng chỉ có thể đủ húm núm sống sót, dưới cái nhìn của bọn họ như vậy dù sao cũng hơn chết rồi tốt. Thương bằng trong lòng không ngừng hít sâu, hắn ngẩng đầu lên nói ra, chủ nhân, chúng ta không dám. Thù được cũng lập tức nói ra, chủ nhân, ta sẽ thể chết theo ngươi. Diệp Thần Phong này mới khiến hai người bọn họ trong thức hải thiên ảnh ma trùng yên tĩnh lại, hắn nhìn hướng Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư, nói ra, rời đi thần ma giới sau đó ta muốn tổ xây một cái thuộc về mình thế lực, các ngươi thần tộc nguyện ý gia nhập ta cái thế lực này sao? Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư sắc mặt trở nên cứng ngắc lại mấy phần, Tuyết Ngưng Tư có phần ủy khuất cắn môi, mà Lan Vân nói ra, phu quân, ngươi không có coi chúng ta là làm vợ đối xử, chúng ta đi theo ngươi hội không muốn sao? Về sau cũng không còn thần tộc rồi, cũng không còn thần tộc nữ vương rồi, chúng ta chỉ là vợ của ngươi. Tuyết Ngưng Tư mày liễu hơi nhíu nói, ta cùng tỷ tỷ về sau nhất định sẽ yêu ngươi, chúng ta cũng sẽ để cho ngươi tâm cam tình nguyện tiếp thu chúng ta. Diệp Thần Phong là bất đắc dĩ liên tục cười khổ, sự tình đến một bước này, chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi, hắn nói ra, được, cái kia thần tộc chính là ta Diệp Tông nhóm đầu tiên thành viên nòng cốt rồi. Diệp Tông. Diệp Thần Phong yếu tại thần nguyên giới thành lập tên thế lực. Trải qua ma tộc sau trận chiến này, hết thảy thần tộc người đối Diệp Thần Phong là kính nể vô cùng, thậm chí đối với Diệp Thần Phong có một loại cực kỳ chí cao sùng bái, bọn họ cũng đều biết về sau đã không còn thần tộc rồi, có chỉ là Diệp Tông, về sau đã không còn thần tộc người rồi, bọn họ đều là Diệp Tông người rồi. Thề chết theo Diệp Tông chủ. Cũng không biết là cái nào thần tộc người hô một câu như vậy, sát theo đó, từng đạo vang dội mà lại thanh âm cao vút vang vọng ở trong thiên địa. Thề chết theo Diệp Tông chủ. Thề chết theo Diệp Tông chủ. Thương bằng cùng thù được thấy cảnh này, lòng đang của bọn họ nhỏ máu a hát. Bọn hắn đã từng nhiều lần muốn thống trị thần tộc, này vốn nên là thuộc về bọn họ, nhưng tất cả không những đều bị Diệp Thần Phong cho cướp đi, hơn nữa bọn hắn còn trở thành Diệp Thần Phong nô bộc. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, để tất cả mọi người yên tĩnh lại. Thần tộc người xuất kỳ nghe lời, bọn hắn toàn bộ lẳng lặng nhìn Diệp Thần Phong. Đứng ở Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư bên cạnh ổ quang vinh, hắn thở dài nói, ta phảng phất có thể nhìn thấy tương lai một ngày nào đó, Diệp Tông chủ đứng lên thế giới đỉnh cao nhất rồi. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư trong con ngươi xinh đẹp cũng là dị thải liên tục, các nàng từ từ bắt đầu được Diệp Thần Phong hấp dẫn, các nàng thề nhất định sẽ hảo hảo phụ tá Diệp Thần Phong. Tương lai mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì, các nàng đều phải cùng Diệp Thần Phong đồng thời tiếp tục chống đỡ. Diệp Thần Phong đối với Lan Vân bọn hắn, nói ra, chờ các ngươi khôi phục một chút thương thế sau đó chúng ta liền chuẩn bị lên đường rời đi thần ma giới đi. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư bọn hắn tự nhiên là sẽ không phản đối rồi, hiện tại có thể nói Diệp Thần Phong chính là trong thần tộc hạch tâm, hắn chính là trong thần tộc trong lòng tất cả mọi người vương.
Tuy nói thần ma giới một năm chỉ chờ ở thần nguyên giới một giờ, nhưng hắn cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu chắc còn ở chờ hắn. Tại Diệp Thần Phong làm ra quyết định sau, thần tộc cùng người của ma tộc toàn bộ bắt đầu trở nên bận rộn, dù sao tại thần tộc cùng ma tộc bên trong có không ít tư nguyên, lần này cần rời đi nơi này, nhất định phải mang theo những tư nguyên này cùng rời đi. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đi chữa thương nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong nhưng là bắt tay giúp Ổ Quang Vinh luyện chế ra đan dược, tại đem đan dược luyện chế xong xuôi giao cho Ổ Quang Vinh. Đang uống đan dược sau đó Ổ Quang Vinh chỉ phải tiếp tục điều dưỡng, hắn xuất hiện vết rạn nứt trái tim liền sẽ từ từ chữa trị. Mà Diệp Thần Phong nhưng là đi tới thần ma giới liên thông phía ngoài lối ra, cũng chính là lúc trước hắn từ bầu trời bên trong rơi xuống địa phương. Lối ra là ở vào trên bầu trời. Bây giờ ngăn chặn cửa ra phong ấn trận pháp đã là lảo đảo rồi, Diệp Thần Phong hiện tại phải nghĩ biện pháp thêm để phong trận pháp tán loạn. Trước đó, Diệp Thần Phong không cẩn thận đụng vào sai rồi phong ấn trận pháp địa phương, hắn mới sẽ bị cuốn vào tới đây. Diệp Thần Phong cẩn thận cảm ứng ngăn chặn cửa ra phong ấn trận pháp, muốn mạnh mẽ hơn phá tan nhất định là không thể thực hiện được. Từ từ, Diệp Thần Phong con người vi ngưng lại. Có thể là trước đó hắn đụng vào sai rồi trận pháp, tại thêm vào trận pháp đưa hắn cuốn vào. Bây giờ phong ấn trận pháp nội bộ dĩ nhiên trở nên càng thêm yếu đuối. Diệp Thần Phong thủ trưởng hư không tìm tòi, từ trong bàn tay hắn liên tục tuôn ra ác liệt vô cùng sức mạnh. Dần dần, bàn tay hắn hư không tìm tòi bầu trời địa phương kia, dĩ nhiên xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy vết rạn nứt. Đây chính là rời đi nơi này cửa ra vào. Lần trước Diệp Thần Phong bị cuốn vào nơi này sau đó lối ra lại lần nữa đóng thượng. Bây giờ xuất hiện một tia vết rạn nứt, nếu như có thể sắp nứt văn nuôi lớn, hắn tiến vào lối ra bên trong lời nói, như vậy yếu phá tan cái này phong ấn trận pháp hẳn là liền sẽ dễ dàng không ít. Diệp Thần Phong đem trong cơ thể hết thảy linh khí toàn bộ tập trung vào trên lòng bàn tay rồi, chỉ thấy giữa bầu trời vết rạn nứt đang chậm chậm từng điểm mở rộng. Cuối cùng rốt cục khuếch trương lớn đến có thể để cho một người thông hành rồi. Ở lối ra nứt ra cũng đủ lớn sau đó Diệp Thần Phong có thể thấy rõ ràng lối ra bên trong không gian. Bên trong toàn bộ là từng luồng xoay tròn năng lượng mạnh mẽ, trước đó Diệp Thần Phong bị cuốn vào trong đó thời điểm, hắn đã nhận thức quá loại này xoay tròn năng lượng chỗ đáng sợ rồi. Loại năng lượng này tại chui vào trong cơ thể hắn sau đó nhưng là đem toàn thân hắn gân mạch. Xương cùng đan điền đều làm vỡ vụn. Muốn phá giải phong ấn trận pháp, nhất định muốn thông qua mảnh này xoay tròn năng lượng, Diệp Thần Phong mới có thể trực tiếp tiếp xúc được phong ấn trận pháp mặt trái, như vậy hắn mới có thể bắt tay phá giải cái này phong ấn trận pháp, để cái cửa ra này triệt để thông suốt. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không trực tiếp tiến vào bên trong rồi, xem ra muốn thông qua nơi này, hắn chả nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Hay là ma tộc cùng thần tộc có thể xuất thêm chút sức cũng nói không chắc, khi hắn đưa bàn tay sau khi thu trở về, giữa bầu trời cửa ra vào lập tức từ từ khép lại. Chương 2655, duy nhất mạng sống cơ hội. Diệp Thần Phong trở về thần tộc cổ thành sau, hắn tìm tới Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư, đem lối ra sự tình đại thể nói một lần sau. Hai người bọn họ suy tư một hồi. Lập tức Lan Vân biểu thị có biện pháp chống lại lối ra bên trong xoay tròn năng lượng, thế nhưng yêu cầu ma tộc sức mạnh. Người của ma tộc toàn bộ trở lại thu dọn tài nguyên tu luyện rồi, Diệp Thần Phong cũng không gấp đi đem bọn họ lập tức triệu tập trở về rồi, bọn hắn chỉnh lý xong tài nguyên tu luyện sau, nên lập tức trở về thần tộc cổ thành. Dù sao thần ma giới một năm chỉ chờ ở thần nguyên giới một giờ, ở nơi này làm lỡ vài ngày thời gian, không có vấn đề quá lớn. Hai ngày sau, Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư thương thế hoàn toàn khôi phục, hai người bọn họ trước đó không có thương đến căn bản, tự nhiên là khôi phục rất nhanh rồi. Chỉnh lý xong tài nguyên tu luyện ma tộc, bọn hắn cũng toàn bộ về tới thần tộc bên trong tòa thành cổ. Diệp Thần Phong đem thương bằng cùng thù được hai vị này ma tộc lĩnh gọi đi qua, do Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư nói với bọn họ một lần Diệp Thần Phong cần phải giải quyết vấn đề. Trước đó Diệp Thần Phong cũng không hề cụ thể vấn Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư, phải như thế nào chống cự lối ra bên trong xoay tròn năng lượng. Thương bằng cùng thù được đang nghe Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư lời nói sau, bọn hắn biết hai nữ nhân này dụng ý, trải qua cái này hai ngày, bọn hắn suy tư rất nhiều,
bọn hắn hiện tại chỉ có thể tiếp thu thân phận này rồi. Thương bằng trong tay đột nhiên xuất hiện một khối màu đỏ hình tròn ngọc bội, hắn đối với Diệp Thần Phong, nói ra, chủ nhân, này chính là thần ma ngọc. Thần ma ngọc là đã từng thần ma nhất tộc không có phân liệt lúc kết quả, đây là thần tộc cùng ma tộc tổ tiên đồng thời chế tác mà thành, sau đó bởi vì chế luyện thiên tài địa bảo khan hiếm, thần ma nhất tộc liền không cách nào tiếp tục chế ra thần ma ngọc rồi. Khối này thần ma ngọc là bây giờ thần tộc cùng ma tộc bên trong một ít còn sót lại cuối cùng một khối, bởi vì đây là thần tộc cùng ma tộc tổ tiên đồng thời chế tác mà thành, cho nên nhất định muốn có thần tộc cùng ma tộc hậu bối đồng thời hướng về trong đó rót vào linh khí, cuối cùng mới có thể đem hắn thúc động. Này thần ma ngọc một khi thúc, chỉ có thể dùng được một lần, hơn nữa thời gian hạn chế là 3 canh giờ. Bất quá, thần ma ngọc phòng hộ công hiệu cực kỳ mạnh mẽ, vậy thần đế cảnh cường giả đỉnh cao đối thần ma ngọc phòng hộ triển khai công kích, căn bản là không được chút nào tác dụng. Chẳng trách trước đó Lan Vân nói yêu cầu ma tộc sức mạnh, dựa theo Thương Bằng từng nói, thần ma ngọc sức phòng ngự đích xác rất cường. Cuối cùng này một khối thần ma ngọc rơi vào tay ma tộc, ngược lại cũng khởi không đến bất kỳ tác dụng gì, đây là yêu cầu thần tộc cùng ma tộc đồng thời kích thích, cho nên trong tay ma tộc quả thực là vô bổ. Việc này không nên chậm trễ. Đã có thần ma ngọc sau đó như vậy Diệp Thần Phong không do dự nữa rồi. Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư, Thương Bằng cùng Thù Đức đi theo Diệp Thần Phong hướng cửa ra địa phương lao đi rồi. Diệp Thần Phong chuẩn bị trước đem phong ấn trận pháp mở ra, nhưng ra khẩu trở nên triệt để thông suốt sau đó lại quy mô lớn khiến thần tộc cùng người của ma tộc rời đi thần ma giới. Đi tới cửa ra địa phương sau đó dựa theo lúc trước biện pháp, Diệp Thần Phong để cửa ra địa phương xuất hiện một cái vết rạn nứt. Hắn để này vết rạn nứt không ngừng lớn lên, cuối cùng thẳng đến đủ lợi hại để cho bọn họ thông hành. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đám người nhìn thấy trong đó xoay tròn năng lượng sau đó bọn hắn cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Thương Bằng cùng Thù được lập tức hướng về thần ma ngọc bên trong truyền vào linh khí, được truyền vào linh khí thần ma ngọc đột nhiên trôi nổi ở mọi người đỉnh đầu. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư cũng không chút do dự hướng về thần ma trong ngọc rót vào linh khí. Có ma tộc cùng thần tộc linh khí sau đó cả khối màu đỏ thần ma ngọc thượng lộng lẫy càng sáng ngời rồi, tại đỉnh đầu của mọi người phía trên không ngừng xoay tròn. Oanh, một tiếng. Sát theo đó, từ thần ma ngọc bên trong lóe ra một tầng màn ánh sáng màu đỏ, tầng này màn ánh sáng đem Diệp Thần Phong bọn hắn toàn bộ bao phủ ở trong đó. Đây chính là thần ma ngọc phòng hộ rồi. Tầng này màn ánh sáng màu đỏ nhìn qua thật giống rất yếu. Nhưng Diệp Thần Phong có thể cảm giác được trong đó bàng bạc sức phòng ngự. Được bao phủ tại màn ánh sáng màu đỏ chi về sau, Diệp Thần Phong bọn hắn đi vào lối ra bên trong. Tiến vào bên trong trong nháy mắt. Diệp Thần Phong bọn hắn lập tức có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, kể cả màn ánh sáng đồng thời, xoay tròn năng lượng đem bọn hắn không ngừng cuốn sạch lấy. Lần này cũng may có ánh sáng màn bảo vệ, bằng không tại bực này năng lượng xoay tròn dưới. Cho dù Diệp Thần Phong tu vi đã tới thần đế cảnh trung kỳ, căn bản cũng không chút nào hữu hiệu. Diệp Thần Phong nhìn thấy đang xoay tròn năng lượng dưới, màn ánh sáng màu đỏ thượng cũng đang nổi lên từng đợt sóng gợn, xem ra này màn ánh sáng màu đỏ cũng không phải 100% bảo hiểm, hiện tại nhất định muốn bằng nhanh nhất độ mở ra phong ấn trận pháp. Điều chỉnh một cái trạng thái. Tại Diệp Thần Phong dưới sự hướng dẫn, bọn hắn đang xoay tròn năng lượng bên trong không ngừng hướng phía trước hành tẩu, Lan Vân bọn họ là không ngừng hướng về thần ma trong ngọc truyền vào linh khí. Có màn ánh sáng màu đỏ bảo vệ sau. Tuy nói màn ánh sáng màu đỏ thượng nổi lên gợn sóng càng ngày càng nhiều, nhưng Diệp Thần Phong bọn hắn rốt cục đi tới phong ấn trận pháp mặt trái, hắn có thể trực tiếp chạm vào này phong ấn trận pháp mặt trái rồi. Muốn từ mặt trái phá giải trận pháp, này muốn so chính diện đi tới khó hơn không ít. Bất quá, trước đó Diệp Thần Phong hiểu rõ qua cái này phong ấn trận pháp, hơn nữa hắn ở cái này phong ấn trận pháp thượng cật ăn khuy, này đối với hắn hiện tại tới nói hay là một chuyện tốt, như vậy làm cho hắn càng hiểu cái này phong ấn trận pháp. Khi hắn từ mặt trái bắt đầu bắt tay phá giải này phong ấn trận pháp thời điểm, phong ấn trận pháp bên ngoài vẫn lạc chi địa. Bởi hai bên thế giới thời gian lưu không giống, thần ma giới đi qua nhiều ngày như vậy. Nơi này mới qua một chút xíu thời gian. Giờ khắc này, Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu đem phong ấn trận pháp chắn phía sau. Một đường lần theo lại đây, đồng dạng tiến vào vẫn lạc chi địa Hà Nguyên Thiên,
Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí, ba người bọn họ xuất hiện tại Thẩm Thu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu trước mặt. Có thể là trước đó Diệp Thần Phong bị cuốn vào phong ấn trong trận pháp động tĩnh, đem ba người bọn hắn hấp dẫn lại đây, mà bọn hắn vừa vặn cũng ở nơi đây phụ cận. Hà Nguyên Thiên không nhìn thấy Diệp Thần Phong thân ảnh, hắn biết Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu tu vi tại thần đế cảnh hậu kỳ. Hắn nói ra, thần đế cảnh hậu kỳ cũng đủ tư cách trở thành người hầu của ta rồi, trước đó cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hắn lại dám từ chối trở thành nô bộc của ta. Ta nghĩ các ngươi hai cái hẳn là sẽ không đi nha. Các ngươi ở chính giữa giới hẳn là thật vất vả mới tu luyện đến thần đế cảnh hậu kỳ a. Liền chết như vậy cũng có thể tiếc, trung thành với ta là các ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Hà Nguyên Thiên lại lãnh đạm cười nói, có thể trở thành Hà gia người hầu, này đối với các ngươi tới nói là một loại vinh diệu, ta muốn để tiểu tử kia biết, trước hắn lựa chọn là cỡ nào ngu. Ngu xuẩn. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Gia nhập Hà gia, trở thành Hà Nguyên Thiên chó. Bọn hắn đúng là một chút hứng thú cũng không có, Diệp Thần Phong đối Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu đều có ân, hai người bọn họ nhưng không làm được phản bội Diệp Thần Phong sự tình đến, trong lòng bọn họ chả đang lo lắng cuốn vào trong trận pháp Diệp Thần Phong đây. Chương 2656, dĩ nhiên là ngươi. Tuy nói Hà Nguyên Thiên chỉ có thần tôn cảnh đỉnh phong tiểu viên mãn đỉnh phong, thế nhưng Tề Khang Phúc có thần đế cảnh tu vi đỉnh cao, mà Trương Cùng Chí có thần đế cảnh hậu kỳ tu vi. Luyện khí sư sức chiến đấu tuy rằng phải yếu hơn một ít, nhưng Tề Khang Phúc dù sao cũng là thần đế cảnh đỉnh phong cường giả, chiến lực của hắn nhất định phải cao hơn Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu. Hai người bọn họ một tả một hữu đứng ở Hà Nguyên Thiên bên cạnh. Ánh mắt như ngừng lại Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu trên người. Thấy Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu không mở miệng, Hà Nguyên Thiên cau mày, nói, làm sao? Hai người các ngươi cũng muốn cự tuyệt của ta có ý tốt. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu không hề trả lời, chỉ là bọn hắn hai cái khí thế trên người để được đưa lên, bọn hắn trực tiếp dùng hành động nói cho Hà Nguyên Thiên lựa chọn của mình. Xem ra Hà gia tên tuổi là càng ngày càng không đáng giá. Lúc nào có nhiều người như vậy cũng dám từ chối ta. Hà Nguyên Thiên trên mặt vẻ mặt triệt để băng lạnh xuống. Tại Hà Nguyên Thiên tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí thân ảnh liền chuyển động, bọn hắn đem tự thân độ vung tới cực hạn, dù sao đối phương là hai tên thần đế cảnh hậu kỳ cường giả, đối với không am hiểu chiến đấu bọn hắn tới nói, bọn hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Tề Khang Phúc đối đầu Nam Sơn lão yêu. Khi hắn thần đế cảnh đỉnh phong dưới thực lực, Nam Sơn lão yêu là liên tục bại lui, thực lực của hai bên chênh lệch vẫn còn so sánh rõ ràng. Chỉ là một hội thời gian. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu toàn bộ ngã trên mặt đất không cách nào đứng dậy rồi, vạt áo của bọn hắn được tiên huyết cho nhiễm đỏ. Vừa mới Tề Khang Phúc tại đem Nam Sơn lão yêu cho sau khi đánh bại, hắn lập tức đi giúp đỡ Trương Cùng Chí rồi, kết quả Thẩm Tu Thiên tự nhiên là bị thua cực kỳ thê thảm. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu trong cơ thể đều bị thương thế nghiêm trọng, cơ thể hơi hơi động, tiên huyết liền sẽ từ trong miệng của bọn họ trào ra. Từ đầu tới cuối một mực đứng ở một bên xem trò vui Hà Nguyên Thiên, hắn lắc lắc đầu, nói ra, ngoan ngoãn làm nô bộc của ta có những gì không tốt. Tại sao một mực muốn học tiểu tử kia đâu, cần phải muốn rơi vào kết cục như thế mới hài lòng không? Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu tạm thời mất đi sức chiến đấu. Bởi vì bị thương duyên cớ, cho nên bọn hắn liền trong gân mạch linh khí dòng sông cũng vận chuyển không trôi chảy rồi. Hà Nguyên Thiên từng bước một đi tới hai người bọn họ trước mặt, xem ra hai người các ngươi cùng tiểu tử kia có không sai quan hệ. Các ngươi nói, ta đem đầu lâu của các ngươi cho cắt đi, tự tay đưa cho tiểu tử kia, hắn sẽ là cái gì biểu lộ? Hắn có thể hay không làm phẫn nộ? Hắn có thể hay không cuồng? Hà Nguyên Thiên không ngừng lầm bầm lầu bầu. Chính lúc này, phong ấn trận pháp một đầu khác. Diệp Thần Phong cực kỳ nhanh tại phá giải trận pháp, bao phủ bọn hắn màn ánh sáng màu đỏ là càng ngày càng không ổn định rồi, thật sự là nơi này xoay tròn năng lượng quá mức đáng sợ. Trên trán toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột, Diệp Thần Phong thủ trưởng không ngừng tại phong ấn trận pháp mặt trái di động. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem chính mình phu quân. Mà Thương Bằng cùng Thù Được ánh mắt cũng như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người,
bọn hắn bây giờ cùng Diệp Thần Phong quấn lấy nhau rồi, có thể nói bọn họ là ngồi chung một cái thuyền. Diệp Thần Phong thủ trưởng tại phong ấn trận pháp mặt trái di động càng ngày càng khối, hắn có thể cảm giác được suốt phong ấn trận pháp tại càng ngày càng bạc nhược rồi. Có thể theo phong ấn trận pháp càng ngày càng bạc nhược, bốn phía xoay tròn năng lượng lại càng mãnh liệt, trong đó sức mạnh đang không ngừng tăng cường, thật giống muốn ngăn cản Diệp Thần Phong phá mở ra phong ấn trận pháp như thế. Đang xoay tròn năng lượng không ngừng trở nên mãnh liệt sau đó bao phủ Diệp Thần Phong bọn hắn màn ánh sáng màu đỏ, bắt đầu càng lảo đảo lên. Thậm chí màn ánh sáng màu đỏ thượng đã tại chậm rãi có nứt ra khuynh hướng. Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư, Thương Bằng cùng Thù Được sắc mặt đều hơi đổi, bọn hắn cảm giác được suốt bây giờ phía ngoài xoay tròn năng lượng, khủng bố đáng sợ, nếu như bọn hắn được loại năng lượng này xâm vào thân thể, e sợ cuối cùng cũng sẽ rơi vào cực kỳ thê thảm kết cục. Màn ánh sáng màu đỏ đất nứt ra phương càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong bàn tay tại trên trận pháp di động độ cũng càng lúc càng nhanh. Mắt thấy thần ma ngọc phòng ngự yếu hoàn toàn tán loạn rồi. Lan Vân bọn hắn nhíu thật chặt lông mày, bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng bảo vệ Diệp Thần Phong rồi. Một tiếng. Màn ánh sáng màu đỏ tản đi rồi, đồng thời Diệp Thần Phong cũng chậm rãi nôn thở ra một hơi, chung quanh xoay tròn năng lượng hoàn toàn biến mất rồi, hắn đem phong ấn trận pháp cho phá tan rồi. Nhìn thấy bốn phía khôi phục lại yên lặng sau đó Lan Vân ôn nhu giúp Diệp Thần Phong lau đi mồ hôi trên trán, này làm cho Diệp Thần Phong có chút không quá quen thuộc. Hắn nói ra các ngươi đi đem thần tộc cùng ma tộc rời đi xuất thần ma giới đi. Ta đi trước một bước, ta đi bên ngoài chờ các ngươi. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư nghe lời gật gật đầu, mà Thương Bằng cùng Thù Được tự nhiên là đi theo Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư phía sau. Lúc này, phong ấn trận pháp phá giải ra cũng không hề gây nên bất cứ động tĩnh gì. Phong ấn trận pháp bên ngoài vẫn lạc chi địa. Hà Nguyên Thiên chuẩn bị phải đem Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn Lão Yêu đầu cho cắt đi rồi. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn Lão Yêu trên mặt không có một tia hối hận vẻ. Tại bọn hắn chậm rãi nhắm mắt lại chuẩn bị các loại chết thời điểm. Oanh! Diệp Thần Phong đột nhiên từ cởi ra phong ấn trong trận pháp vọt lên. Trong lúc nhất thời, Hà Nguyên Thiên động tác hơi dừng lại một chút, lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ được Diệp Thần Phong cho hấp dẫn. Bây giờ Diệp Thần Phong trên mặt không có dịch dung rồi, hắn khôi phục thì ra là tướng mạo, hắn không nghĩ tới vừa ra tới liền sẽ gặp phải Hà Nguyên Thiên, hắn không nghĩ tới Hà Nguyên Thiên, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí dĩ nhiên cũng đến nơi này. Hà Nguyên Thiên đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, lúc trước chém hắn một đạo phân thân tiểu tử, hóa thành cho hắn cũng có thể nhận ra. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn Lão Yêu nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm này xuất hiện. Bọn hắn lo lắng không phải là của mình an nguy, đối phương nhưng là có thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, hai người bọn họ không hẹn mà cùng hô ân công, đi mau. Nghe được Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn Lão Yêu đối Diệp Thần Phong xưng hô sau. Hà Nguyên Thiên, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí lập tức đoán được Diệp Thần Phong liền là trước kia tiểu tử kia, lúc trước Diệp Thần Phong hoàn toàn là dịch dung rồi. Phải biết Diệp Thần Phong vẫn bị Hà gia từng hạ xuống lệnh truy nã. Lệnh truy nã là xuyên suốt toàn bộ thần nguyên giới. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí tự nhiên cũng nhận ra Diệp Thần Phong ra sao ra muốn thông tập người. Hà thiếu, tiểu tử này là các ngươi Hà gia người muốn tìm. Tề Khang Phúc hỏi. Hà Nguyên Thiên giờ khắc này biểu lộ đã trở nên dữ tợn vô cùng, hắn căn bản không nghĩ tới từ chối trở thành hắn nô bộc cùng lúc trước chém hắn một đạo phân thân, dĩ nhiên hội là cùng một người. Hắn lửa giận trong lòng vô cùng vô tận bắt đầu cháy rừng rực, khóe miệng hắn hiện lên tràn ngập sát ý cười gằn, hắn quát thực sự là đạp phá giày sắt không nặng nơi, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi. Giữa chúng ta món nợ, hẳn là muốn hảo hảo tính toán một chút rồi. Diệp Thần Phong hoàn toàn không có yếu để ý tới Hà Nguyên ý của trời, hắn nhìn thấy Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn Lão không có nguy hiểm đến tính mạng sau. Hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Chương 2657, Hà gia cái bóng. Hà gia đối Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc lệnh truy nã là Hà Không Thắng tự mình bày. Hà Không Thắng chính là bây giờ Hà gia Lão Tổ, mà Hà Nguyên Thiên lấy tư cách dòng chính một mạch bên trong thiên tài, hắn tự nhiên đã biết Diệp Thần Phong là Lão Bạch cùng Lão Hắc đồ đệ.
Lúc trước hắn khi biết lão tổ đối Diệp Thần Phong bố lệnh truy nã thời điểm, trong lòng của hắn vẫn vui vẻ một trận, hắn muốn tự tay báo được chém tới một đạo phân thân thù. Có thể nói Diệp Thần Phong là trong lòng của hắn một cái khúc mắc, nếu như không giết Diệp Thần Phong lời nói, như vậy hắn tâm kết này sẽ vĩnh viễn cũng không giải được. Ai biết khi hắn chờ đợi Diệp Thần Phong đi tới thượng giới thời điểm, ở thượng giới bên trong lại đột nhiên xuất hiện một thiên tài, một cái đã bước vào thần đế cảnh sơ kỳ thiên tài, đây cũng khiến hắn không thể nào tiếp thu được rồi, hắn vẫn cho rằng hắn sẽ là thượng giới chỗ có thiên tài bên trong cái thứ nhất bước vào thần đế cảnh tồn tại, kết quả nhưng vẫn là bị người nhanh chân đến trước rồi. Bây giờ biết được tên tiểu tử kia chính là Diệp Thần Phong chính là cái kia từ chối hắn tiểu tử, có thể nói là thù mới hận cũ cùng đi rồi. Nhưng ngược lại, Hà Nguyên Thiên sắc mặt lại trở nên dị thường khó coi, trước đó hắn một đạo phân thân được Diệp Thần Phong chém tới thời điểm, Diệp Thần Phong tu vi rõ ràng chỉ có thần vương cảnh, bây giờ mới qua thời gian bao lâu, Diệp Thần Phong tu vi dĩ nhiên bay vọt đến thần đế cảnh sơ kỳ. Không đúng. Hà Nguyên Thiên đột nhiên hiện lên vẻ khiếp sợ, trước mắt Diệp Thần Phong, khí thế trên người căn bản không phải thần đế cảnh sơ kỳ rồi, đã là thần đế cảnh trung kỳ tầng thứ, điều này sao có thể? Diệp Thần Phong tăng cao thực lực vì sao lại nhanh như vậy? Đây căn bản không hợp lý a hát. Nếu như Diệp Thần Phong còn như vậy tiếp tục tăng lên, chẳng phải là không tốn thời gian dài, tu vi của hắn liền sẽ đến thần đế cảnh đỉnh phong tầng thứ. Hà Nguyên Thiên vốn chỉ muốn các loại Diệp Thần Phong đi tới thượng giới sau đó hắn muốn tự tay đem Diệp Thần Phong cho băm thành tám mảnh, hắn muốn cho Diệp Thần Phong biết đến cùng ai mới là cường giả. Nhưng hôm nay Hà Nguyên Thiên tại Diệp Thần Phong trước mặt căn bản không phải không đỡ nổi một đòn, lấy tu vi của hắn muốn cùng Diệp Thần Phong đối chiến, hắn 100% sẽ trực tiếp bị nháy mắt giết chết. Trong lòng của hắn lửa giận điên cuồng tăng vọt, hắn lấy tư cách Hà gia thiếu chủ, lấy tư cách Hà gia ngày thứ nhất lần thứ nhất cảm giác tốt vô lực, hết thảy tất cả ánh sáng đều bị Diệp Thần Phong cho cướp đi, nếu như Diệp Thần Phong ở thượng giới trưởng thành. Như vậy ở thượng giới trẻ tuổi trong, có ai còn có thể nhớ rõ hắn Hà Nguyên Thiên? Thật sự là Diệp Thần Phong thiên phú quá cường đại, hơn nữa hiện tại đã là thần đế cảnh trung kỳ cường giả. Không được. Hắn tuyệt đối không thể để Diệp Thần Phong sống sót rời đi vẫn lạc đất, hắn yếu để trong này trở thành Diệp Thần Phong nghĩa địa. Tại Hà Nguyên Thiên trong đầu lóe qua rất nhiều ý nghĩ thời điểm. Diệp Thần Phong thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hắn không chút do dự thi triển ra cực quang bộ pháp, bóng người nhanh chóng áp sát Hà Nguyên Thiên. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ trực tiếp động thủ, hơn nữa Diệp Thần Phong độ suất tưởng tượng của bọn họ, hai người bọn họ phản ứng chậm một nhịp, đã là không kịp đi ngăn cản Diệp Thần Phong rồi. Mà đứng tại Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu trước mặt Hà Nguyên Thiên, hắn tại cảm nhận được cực hạn thật khí thế hướng về chính mình áp bức mà khi đến. Hắn được luồng khí thế này chèn ép yếu không thở nổi, thậm chí có một loại thân thể đều không thể nhúc nhích cảm giác này khiến hắn có một loại hổ thẹn. Nhục cảm giác, kèm theo Diệp Thần Phong áp sát, Hà Nguyên Thiên sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hà Nguyên Thiên thấy Diệp Thần Phong thủ trưởng tựa như tia chớp hướng về cổ của mình dò xét đi qua, nếu như được Diệp Thần Phong thủ trưởng trói lại cái cổ, như vậy hắn biết mình cái cổ nhất định sẽ được vặn gãy, chẳng lẽ muốn cứ thế mà chết đi sao? Hắn nhưng là Hà gia thiếu chủ A Hát. Mắt thấy Diệp Thần Phong yếu vặn gãy Hà Nguyên Thiên cổ lúc. Diệp Thần Phong thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, sát theo đó, hắn hướng về bên cạnh tránh đi rồi, thuận tay đem Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu kéo trong tay, tại lui ra một khoảng cách sau đó hắn mới đưa Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu một lần nữa đặt ở trên mặt đất. Chỉ thấy tại Hà Nguyên Thiên trước người, bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng đen nhàn nhạt. Bóng đen này đang chậm chậm trở nên càng ngày càng ngưng tụ. Đợi được bóng đen triệt để ngưng tụ sau đó chỉ thấy đây là một cái sắc mặt âm trầm lão đầu, từ trên người hắn không cảm giác được bất kỳ một tia khí thế và khí tức, nhưng tổng cho người một loại cảm giác nguy hiểm. Vừa vặn tại Diệp Thần Phong yếu vặn gãy Hà Nguyên Thiên cổ lúc, hắn trực giác bén nhạy tự nói với mình gặp nguy hiểm, cho nên hắn lập tức lựa chọn hướng về bên cạnh tránh đi, như thế xem ra trực giác của hắn vô cùng chuẩn xác. Bóng ngũ trưởng lão, người một mực đi theo ta, trở về từ cõi chết sau đó Hà Nguyên Thiên chỉ hoãn thở ra một hơi, hắn nhìn xem phía trước mặt lão đầu hỏi. Được gọi là bóng ngũ trưởng lão lão đầu, hắn gật gật đầu, này là gia chủ sắp xếp.
nằm dưới đất Thẩm Tu Thiên hòa Nam Sơn lão yêu, bọn hắn đang nhìn đến bóng Ngũ trưởng lão, sau đó bọn hắn lập tức đoán được cái này thân phận của lão đầu, lập tức đối Diệp Thần Phong giải thích một lần. Tại Hà Gia bên trong có ngũ ảnh. Cái gọi là ngũ ảnh chính là năm cái lão đầu, bọn hắn được gọi là cái bóng, sở dĩ bọn hắn được gọi là cái bóng, đó là trong tình huống bình thường, người căn bản xuất hiện không tung tích của bọn họ. Hơn nữa này ngũ ảnh bên trong mỗi một ông lão toàn bộ là thần đế cảnh tu vi đỉnh cao, có thể nói là Hà Gia bên trong một cổ cường đại sức mạnh, đã từng được ngũ ảnh ám sát mất cường giả không phải số ít. Nam Sơn lão yêu hít một hơi, nói ra, ân công, lão đầu này bị kêu là bóng Ngũ trưởng lão, hắn nhất định là ngũ ảnh bên trong lão ngũ rồi. Tại ngũ ảnh bên trong, lão ngũ sức chiến đấu là yếu nhất, lão đại sức chiến đấu là mạnh nhất. Này bóng Ngũ trưởng lão sức chiến đấu tại ngũ ảnh bên trong vẫn là yếu nhất. Như vậy còn lại bốn bóng sức chiến đấu mạnh bao nhiêu? Đương nhiên Hà Gia ngũ ảnh chỗ đáng sợ, vẫn là có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện, lại thần không biết quỷ không hay biến mất. Có thể để cho ngươi ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết, lúc này mới ngũ ảnh chân chính đáng sợ. Xem ra Hà Gia lấy tư cách thần nguyên giới bá chủ cấp gia tộc xác thực không đơn giản, dựa vào Diệp Thần Phong một người một ngựa đối kháng quá mệt mỏi, cũng may hắn đã gây dựng Diệp Tông rồi. Kế tiếp hắn chỉ cần thanh Diệp Tông khuếch trương lớn lên, mở rộng đến đủ để cùng Hà Gia đối kháng. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí lại tới đã đến Hà Nguyên Thiên bên cạnh. Bọn hắn vừa vặn thực sự là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu như Hà Nguyên Thiên tại trước mặt bọn họ bị giết rồi, như vậy hai người bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Tại bóng Ngũ trưởng lão xuất hiện sau đó Hà Nguyên Thiên là hoàn toàn bình tĩnh lại, hồi tưởng vừa vặn suýt chút nữa chết ở Diệp Thần Phong trong tay, nếu như bóng Ngũ trưởng lão không có ở đây, như vậy hắn hiện tại cũng đã biến thành một bộ thi. Thế rồi, ánh mắt của hắn một lần nữa ngưng tụ ở Diệp Thần Phong trên người. Trên mặt dữ tợn xuất kỳ biến mất rồi, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong, tiểu tử, người nói người hôm nay còn có thể sống sót rời đi nơi này sao? Người biết không, thiên tài chân chính chỉ cần một cái là tốt rồi, sự xuất hiện của ngươi đã là dư thừa, có lẽ nếu như ngươi tiếp tục trưởng thành, tương lai ngươi sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, thậm chí là chúa tể một phương. Nhưng, trên thế giới này không có lẽ, người hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này rồi. Chương 2658, kỳ thực ta cũng yêu thích. Hà Nguyên Thiên căn bản không có được Diệp Thần Phong nhìn ở trong mắt. Chỉ là muốn ứng phó bóng Ngũ trưởng lão, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí liên thủ công kích, hắn đoán chừng hội khó mà chống đỡ, dù sao đối phương có hai tên thần đế cảnh đỉnh phong cường giả, hơn nữa bóng Ngũ trưởng lão lại quỷ dị như vậy. Thần tộc cùng ma tộc chả chưa hề đi ra. Diệp Thần Phong muốn trước tiên mang theo Thẩm Tu Thiên hòa Nam Sơn lão yêu tiến vào bên trong tiểu thế giới tránh một chút thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, nguyên bản đứng ở Hà Nguyên Thiên trước mặt bóng Ngũ trưởng lão quỷ dị biến mất rồi, Diệp Thần Phong quản không được nhiều như vậy, trước tiên đem Thẩm Tu Thiên hòa Nam Sơn lão yêu bọn hắn đưa vào tiểu thế giới lại nói. Nhưng bỗng nhiên một loại bản năng cảm giác nguy hiểm ở trong lòng đột nhiên hiện lên, Diệp Thần Phong chỉ cảm giác sướng sống lưng thượng mắt lợi hại. Bạch, một tiếng. Bóng Ngũ trưởng lão biến mất không một tiếng động tại Diệp Thần Phong sau lưng xuất hiện, trong tay hắn nắm lấy một thanh sáng như tuyết loan đao. Cái này cong trên đao hàn khí uy nghiêm đáng sợ, trong đó mơ hồ chả có máu tanh vị bốc lên, xem ra cái này loan đao đã từng lây dính không ít tiên huyết. Bóng Ngũ trưởng lão trong tay loan đao vung hướng về Diệp Thần Phong sau lưng, từ lưỡi dao bên trong lóe ra cực hạn sắc bén. Dường như muốn đem thân thể hắn cho chia ra làm hai bình thường. Tại Thiên Quân vừa hết sức, Diệp Thần Phong chỉ có thể tạm thời thả xuống đem Thẩm Tu Thiên hòa Nam Sơn lão yêu đưa vào bên trong tiểu thế giới ý nghĩ, bóng người nhanh hướng phía trước bạo hướng, nhưng cho dù là như vậy, hắn trên lưng quần áo cũng bị phá vỡ, một đạo vết thương sâu tới xương nhất thời xuất hiện, ấm áp máu tươi từ trong đó không ngừng nhô ra. Làm Diệp Thần Phong xoay người lại thời điểm, bóng Ngũ trưởng lão dĩ nhiên cũng đã vô ảnh vô tung biến mất rồi. Diệp Thần Phong chân mày nhíu thật chặt, bởi vì thân thể hướng phía trước bạo xông tới, hắn hiện tại đã cách xa Thẩm Tu Thiên hòa Nam Sơn lão yêu một khoảng cách, muốn đem bọn hắn lập tức đưa vào bên trong tiểu thế giới là không thể nào, xem ra chỉ có thể đánh một trận. Cảm ứng không khí chung quanh bên trong gió thổi cỏ lay, Diệp Thần Phong không tin chính mình cảm giác không ra bóng Ngũ trưởng lão, chỉ cần là một người sống.
hắn liền nhất định có thể cảm giác được, chỉ có người chết mới sẽ chân chính biến mất, hắn hiện tại chỉ là vẫn không có nắm giữ phương pháp. Hà Nguyên Thiên nhìn thấy Diệp Thần Phong tại cảm ứng chu vi, hắn liếc nhìn bên cạnh Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí, nói ra các ngươi cũng cùng một chỗ động thủ đi. Bất quá, không nên trực tiếp đem tiểu tử này giết đi, cho ta chậm chậm dần vặt hắn, cái cuối cùng khẩu khí để cho ta giải quyết. Nghe vậy, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí cũng hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, bọn hắn trực tiếp động thủ đối Diệp Thần Phong triển khai công kích. Nguyên bản đang không ngừng cảm ứng Diệp Thần Phong, hắn trong nháy mắt bị cắt đứt rồi, khi hắn yếu nghênh chiến Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí thời điểm. Bóng ngũ trưởng lão lại lặng yên không tiếng động tại phía bên phải của hắn xuất hiện, trong tay sắc bén loan đao vung lên. Muốn ứng đối Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí công kích Diệp Thần Phong, hắn căn bản đã trốn không tránh khỏi rồi. Xoẹt, một tiếng. Loan đao trực tiếp rạch ra Diệp Thần Phong bên phải vai huyết nhục, khi hắn nhẫn nhịn đau nhức muốn đối bóng ngũ trưởng lão triển khai phản kích thời điểm. Bóng ngũ trưởng lão lại biến mất. Đây chính là Hà gia ngũ ảnh phương thức chiến đấu, loại này để cho kẻ địch tại trong thống khổ chậm rãi tử vong phương thức chiến đấu. Tại Diệp Thần Phong lực chú ý được bóng ngũ trưởng lão hấp dẫn thời điểm, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí công kích toàn bộ đã rơi vào Diệp Thần Phong trên người. Tề Khang Phúc một trưởng vỗ tại Diệp Thần Phong ngực, Trương Cùng Chí một quyền đánh vào Diệp Thần Phong trên lưng. Ầm, ầm, phốc, phốc. Tại một kích thành công sau đó Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí lại lui ra, dựa theo Hà Nguyên ý của trời nhưng là phải chậm rãi dằn vặt Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong trong miệng liên tục phun ra hai ngụm máu tươi, nếu như có thể nhìn thấy bóng ngũ trưởng lão lời nói, như vậy đối mặt bóng ngũ trưởng lão, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí công kích, hắn hay là cũng sẽ không chật vật như vậy. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu cắn răng xem cảnh tượng trước mắt, ở dưới loại tình huống này, Diệp Thần Phong cơ hồ là không có phần thắng. Diệp Thần Phong lau lau khóe miệng tiên huyết, nếu để cho hắn đơn độc đối phó bóng ngũ trưởng lão, hắn hay là có thể chậm rãi đem lão đầu này tìm cho ra, nhưng hắn căn bản vô pháp yên tĩnh xuống cảm ứng, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí sẽ trực tiếp đánh gãy hắn. Ánh mắt bén nhọn nhìn hướng Hà Nguyên Thiên, Hà gia cũng chỉ đến như thế, đối phó ta như thế một tên tiểu tử, lại còn yêu cầu hai tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao cùng một tên thần đế cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ. Xem ra các ngươi yêu thích loại này lấy nhiều lấn ít phương thức. Đây chính là chỗ ngươi cái gọi là muốn tự tay giết chết ta sao? Hà Nguyên Thiên nhìn thấy Diệp Thần Phong vô cùng chật vật dáng dấp, hắn cười lạnh nói, yên tâm, chờ ngươi chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi thời điểm, ta sẽ đích thân vặn gãy cổ của ngươi, ngươi phép khích tướng đối với ta cũng mặc kệ dùng. Tại Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí lần thứ hai hướng về Diệp Thần Phong áp sát, chỗ tối bóng ngũ trưởng lão cũng không biết ở nơi nào thời điểm. Từ cởi ra phong ấn trong trận pháp lại lao ra khỏi bốn bóng người. Bọn hắn rõ ràng là Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư, Thương Bằng cùng Thù Đực. Bọn hắn trở về thần tộc sau đó phân phó Ổ Quang Vinh tổ chức thần tộc cùng người của ma tộc cùng rời đi thần ma giới, dù sao bây giờ lối ra đã thông suốt rồi, mà bọn hắn nhưng là trước một bước đến cùng Diệp Thần Phong hội hợp rồi. Khi bọn họ lao ra phong ấn trong trận pháp, nhìn thấy Diệp Thần Phong dáng dấp như thế. Trong đó Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư lửa giận trong lòng trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, Diệp Thần Phong là hai người bọn họ phu quân, các nàng chính là thần tộc nữ vương, trên người từ lúc sinh ra đã mang theo một loại nữ vương thật khí thế, phu quân của mình bị người liên thủ công kích, các nàng làm sao có thể chịu được. Mà Thương Bằng cùng Thù Đực nguyên bản trong lòng tức giận không địa phương phóng thích, tuy nói bọn hắn tiếp nhận rồi chính mình bây giờ thân phận, nhưng bọn họ vẫn có một loại cực hạn biệt khuất. Bây giờ bọn hắn rốt cuộc có thả ra đối tượng, trong lòng sát ý nồng nặc như sóng lớn bình thường trở mình vọt lên. Lan Vân đám người xuất hiện lập tức hấp dẫn Hà Nguyên Thiên ánh mắt của bọn họ, nguyên bản nằm ở chỗ tối bóng ngũ trưởng lão, hắn cũng tạm thời ở trong không khí xuất hiện, hắn rõ ràng cảm giác được bốn người này toàn bộ là thuần một sắc thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, hắn tuyệt đối không phải là này bốn đối thủ của người, hắn nói ra, bốn vị bằng hữu, nơi này là Hà gia sự tình. Còn xin ngươi nhóm không nên nhúng tay. Bóng ngũ trưởng lão bọn hắn chả cũng không biết cái này đột nhiên nhô ra bốn vị thần đế cảnh cường giả đỉnh cao chính là thần tộc cùng người của ma tộc. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư bọn hắn hoàn toàn không để ý đến bóng năm ý của trưởng lão.
Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư trong nháy mắt đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, một tả một hữu đỡ Diệp Thần Phong, không hẹn mà cùng hô, phu quân, người không sao chứ. Thương Bằng cùng Thù Đực nhưng là đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói ra, chủ nhân, cần chúng ta động thủ sao? Cái gì? Bọn hắn gọi Diệp Thần Phong cái gì? Phu quân, chủ nhân, chuyện gì thế này? Trong lúc nhất thời, Hà Nguyên Thiên, Bóng Ngũ Trưởng Lão, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí trên mặt biểu lộ toàn bộ cứng ngắc ở. Sắc mặt có chút trắng Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem Hà Nguyên Thiên, cười nói, người thích hoan lấy nhiều lần ít, kỳ thực ta cũng rất yêu thích. Chương 2659, không còn sức đánh trả. Không khí phảng phất đột nhiên đọng lại. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu trong chớp mắt trợn to hai mắt, bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ như thế phát triển. Diệp Thần Phong bị cuốn vào phong ấn trong trận pháp, bọn hắn biết Diệp Thần Phong phải đi hướng thiên ngoại ma vật địa phương quá rồi. Bọn hắn có thể suy đoán ra này bốn tên thần đế cảnh đỉnh phong cường giả, bọn hắn phải là năm đó nỗ lực công chiếm vùng thế giới này người. Bây giờ những người này dĩ nhiên toàn bộ lấy Diệp Thần Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong đó hai cái xưng hô Diệp Thần Phong vi phu quân. Mặt khác hai cái xưng hô Diệp Thần Phong là chủ nhân. Này không khỏi cũng quá điên cuồng một điểm chứ. Bóng Ngũ Trưởng Lão từ từ bình tĩnh lại, bọn hắn cũng biết nơi này là vẫn lạc chi địa, hơn nữa nhìn đến Thương Bằng cùng Thù Con được giải đối với có phần quái lạ. Nếu như Thương Bằng bọn họ là thần nguyên giới thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, như vậy bọn hắn không thể không biết, dù sao tại toàn bộ thần nguyên giới thần đế cảnh đỉnh phong cường giả chỉ có nhiều như vậy, nói cách khác Thương Bằng đám người là đã từng xâm lấn nơi này thiên ngoại ma vật. Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư trong lòng nhưng là Thanh Diệp Thần Phong thật tâm thật ý cho rằng phu quân tới đối xử, hai người bọn họ trong lòng lửa giận thiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng, lạnh lẽo đôi mắt đẹp như ngừng lại Bóng Ngũ Trưởng Lão bọn người trên thân. Thương Bằng cùng Thù Đực là không kịp đợi đều muốn động thủ rồi, bọn hắn trong con ngươi tràn ngập vô tận lệ khí. Được Lan Vân, Tuyết Ngưng Tư, Thương Bằng cùng Thù Đực này bốn cái thần đế cảnh cường giả đỉnh cao ánh mắt nhìn kỹ. Lúc trước đắc ý cùng lạnh lẽo đã sớm biến mất ở Hà Nguyên Thiên trên mặt, thân thể của hắn có vẻ có mấy phần căng thẳng. Mà Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí thân thể không nhúc nhích, bọn hắn biết mình hoàn toàn không phải là Lan Vân các loại đối thủ của người. Bóng Ngũ Trưởng Lão ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Thần Phong, hắn quát lên, tiểu tử, ngươi lại dám cấu kết thiên ngoại ma vật. Đang lúc nói chuyện, Bóng Ngũ Trưởng Lão đã tại vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông rồi. Hắn hoàn toàn là đang trì hoãn thời gian, chuẩn bị mang theo Hà Nguyên Thiên chạy khỏi nơi này, về phần Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí chết sống liền không có quan hệ gì với hắn rồi. Diệp Thần Phong cảm giác một mực dừng lại ở Bóng Ngũ Trưởng Lão trên người, hắn lập tức nói ra, động thủ đi. Đã không kịp chờ đợi Thương Bằng cùng Thù được cái thứ nhất xông ra ngoài, mục tiêu của bọn họ tự nhiên là khí thế mạnh nhất Bóng Ngũ Trưởng Lão rồi. Đang nhìn đến Thương Bằng cùng Thù Đực hướng về chính mình hướng sau đó đi tới, Bóng Ngũ Trưởng Lão không kịp mang theo Hà Nguyên Thiên bỏ chạy rồi, thật sự là tốc độ của đối phương quá nhanh rồi, hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, đồng dạng đều là thần đế cảnh tu vi đỉnh cao, chênh lệch giữa hai bên lại to lớn như thế. Tại lúc khẩn cấp quan trọng, Bóng Ngũ Trưởng Lão thân ảnh lại quỷ dị ở trong không khí biến mất rồi. Thương Bằng cùng Thù Đực thân thể chỉ hơi hơi dừng lại. Bọn hắn khóe miệng lập tức hiện lên một vệt khinh thường, phải biết hai người bọn họ là ma tộc thủ lĩnh, hơn nữa tu vi đều tại thần đế cảnh đỉnh phong tầng thứ, bọn hắn nhưng không phải bình thường thần đế cảnh cường giả đỉnh cao rồi. Hai người đồng thời hướng về bên phải tránh đi, bàn tay đồng thời dò ra, hướng về trong không khí đột nhiên kéo một cái. Nguyên bản biến mất Bóng Ngũ Trưởng Lão bỗng nhiên lần thứ hai xuất hiện. Thương Bằng bắt được Bóng Ngũ Trưởng Lão bả vai trái. Thù Đực bắt được Bóng Ngũ Trưởng Lão vai phải. Hai bên trên bờ vai truyền đến một nguồn sức mạnh, làm cho Bóng Ngũ Trưởng Lão căn bản liền nhúc nhích một cái cũng không làm được, sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Thương Bằng cùng Thù Đực cười đến là càng ngày càng dữ tợn rồi, khí thế của bọn họ toàn bộ áp bức ở Bóng Ngũ Trưởng Lão trên người. Bóng Ngũ Trưởng Lão cả cái gì phản kháng cũng làm không được rồi, hắn chỉ cảm thấy hai bên vai đau xót. Xoẹt, xoẹt, hai tiếng. Bóng Ngũ Trưởng Lão hai cánh tay trực tiếp được kéo kéo xuống, ấm áp máu tươi từ hắn chỗ gãy chân không ngừng phun ra tung tóe. Tiên huyết phun đã đến Thương Bằng cùng Thù Đực trên mặt,
hai người bọn họ lè lưỡi liếm liếm chiếu vào khóe miệng chung quanh tiên huyết. Mất đi hai cái cánh tay bóng ngũ trưởng lão, hắn vẫn cứ trong cổ họng không có phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, dường như thằn lằn trừ cái đuôi của mình, thân ảnh của hắn lại biến mất ở trong không khí. Đỡ Diệp Thần Phong Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư, hai người bọn họ một tay hướng về bên trái phương hướng vung lên, từ trong tay của các nàng bạo phát ra nhất cổ cực hạn kinh khí. Cái này hai cỗ kinh khí ở trong không khí biến thành hai cái lưỡi dao sắc dáng dấp. Xì xì, xì xì, hai tiếng. Cái này hai cỗ cực hạn kinh khí, trực tiếp công đánh vào ẩn giấu đi bóng năm trên người trưởng lão, thân ảnh của hắn lập tức hiển hiện, nơi ngực lập tức thêm ra hai đạo vết thương sâu tới xương, thậm chí xương hoàn toàn là vỡ vụn. Bóng ngũ trưởng lão tại thương bằng, thù đực, Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư trước mặt, căn bản là không có bất kỳ một tia một hào sức đánh trả. Phải biết thương bằng bọn hắn dù nói thế nào cũng là thần ma nhất tộc, năm đó suýt chút nữa xâm chiếm vùng thế giới này chủng tộc, lại nói đã từng muốn xâm chiếm nơi này chỉ là ma tộc mà thôi. Bây giờ bởi vì có Diệp Thần Phong, ma tộc cùng thần tộc trong lúc đó xem như là lần thứ hai có thể tiến tới với nhau rồi. Được Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đánh trúng bóng ngũ trưởng lão, sắc mặt của hắn là càng ngày càng tái nhợt, cả người có một loại thoi thóp một hơi cảm giác. Diệp Thần Phong thủy chung là bình thản nhìn xem, tuy nói hắn đã thu phục được ma tộc, tính là trở thành Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư nam nhân, thế nhưng thần tộc cùng ma tộc sức chiến đấu tuyệt đối là không thể phủ nhận, hắn mặc dù có thể để ma tộc nhận chủ, vẫn là dựa vào thần ma nhất tộc bảo vật thiên lệnh. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu sớm đã là nhìn trợn mắt hốc mồm. Phải biết Hà Gia Ngũ Ảnh tại toàn bộ thần nguyên giới bên trong tiếng tăm là phi thường vang dội. Lấy Ngũ Ảnh xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, không ít thần đế cảnh đỉnh phong cường giả cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Tuy nói thương bằng, thù đực, Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đồng thời động thủ, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy được, này bốn cái bên trong bất luận một ai, toàn bộ có chiến thắng bóng ngũ trưởng lão sức chiến đấu. Thương bằng cùng thù đực không có một chút nào dừng lại. Tại bóng ngũ trưởng lão được Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư đánh trúng trong nháy mắt. Hai người bọn họ lần thứ hai xuất hiện tại bóng năm trước mặt trưởng lão, hai người bọn họ thủ trưởng trực tiếp xuyên thấu tiến vào bóng ngũ trưởng lão bên trong thân thể, cực kỳ nhẹ nhõm liền phá tan rồi bóng ngũ trưởng lão thân thể. Thương bằng cùng thủ được thủ trưởng tại bóng ngũ trưởng lão bên trong thân thể đột nhiên lôi kéo. Xé tan, xé tan, xé tan. Từng đạo dường như xé nát vải lẻ thanh âm ở trong không khí quanh quẩn. Chỉ thấy bóng ngũ trưởng lão thân thể ở trong không khí biến thành vô số khối thịt nát, thương bằng cùng thù được cảm thụ trong không khí mùi máu tanh, cảm thụ từng khối thịt nát rơi tại trên người mình, thân thể bọn họ bên trong lệ khí rốt cục ít đi mấy phần, đã nhận được một điểm phóng thích. Hà Gia Ngũ Ảnh bên trong bóng ngũ trưởng lão cứ thế mà chết đi. Hơn nữa chết là như thế thẳng thắn dứt khoát. Này làm cho Hà Nguyên Thiên trên mặt xuất hiện một vệt sợ hãi. Chỉ là nếu như người, hắn đều sẽ có sợ hãi, lại nói thương bằng bọn hắn bày ra sức chiến đấu thực sự quá cường đại. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí cũng thật lâu không nói, trong cổ họng bọn họ chậm rãi nuốt nước miếng, cục diện chuyển biến tốc độ quá nhanh hơn một chút, thậm chí để cho bọn họ đều phản ứng không kịp nữa, đường đường Hà Gia Ngũ Ảnh bên trong bóng ngũ trưởng lão đang lúc bọn hắn trước mặt biến thành từng khối thịt nát. Chương 2660, trốn. Tại bóng năm trưởng sau khi chết già. Thương bằng ánh mắt của bọn họ lại như ngừng lại Hà Nguyên Thiên, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí trên người. Ba người bọn hắn là kinh hồn táng đảm, lấy bóng ngũ trưởng lão sức chiến đấu, một người là có thể giải quyết ba người bọn hắn. Cho nên, bây giờ bọn hắn tại thương bằng đám người trước mặt căn bản là không đáng chú ý. Thân là Hà gia đệ nhất thiên tài Hà Nguyên Thiên. Hắn từng có lúc bị bước đến cái trình độ này qua. Trong lòng của hắn tràn ngập vô số uất ức. Chính lúc này, từ cởi ra phong ấn trong trận pháp lại lao ra khỏi từng đạo thân ảnh. Trước đó, Lan Vân bọn hắn dặn dò Ổ Quang Vinh tổ chức thần tộc cùng ma tộc đi ra, trong đó cái thứ nhất lao ra cùng thình lình tựu là Ổ Quang Vinh. Tại Ổ Quang Vinh đi theo phía sau toàn bộ đều là thần tộc cùng người của ma tộc. Tại bọn hắn toàn bộ hướng sau khi đi ra, Tuyết Ngưng Tư giản lược đem chuyện mới vừa rồi nói một lần, này làm cho thần tộc cùng người của ma tộc trong nháy mắt toàn bộ phẫn nộ đến mức tận cùng. Tại thần tộc trong lòng, Diệp Thần Phong đã trở thành tín ngưỡng của bọn họ, đã trở thành trong lòng bọn họ kính nể nhất người.
Mà ở ma tộc trong lòng, Diệp Thần Phong là nắm trong tay bọn hắn người sống chết, nếu như Diệp Thần Phong có cái ngoài ý muốn, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Thần tộc cùng ma tộc cả đám người đem Hà Nguyên Thiên, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí xúm lại lên, bây giờ Diệp Thần Phong thành lập Diệp Tông, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã không tồn tại thần tộc cùng ma tộc rồi, có chỉ là Diệp Tông người. Dĩ nhiên có người dám đối với bọn hắn Diệp Tông chủ bất lợi, này làm cho thần tộc cùng người của ma tộc làm sao có thể tiếp nhận. Quả thực là ngại mạng của mình quá dài. Tại ổ vinh mang dưới đầu, hết thảy thần tộc người một mực cung kính hô, Diệp Tông chủ. Mà một đám người của ma tộc, bọn hắn nhưng là hô chủ nhân. Hổ Quang Vinh cái này thần tộc đại quản gia, trong lòng của hắn rất là cảm kích Diệp Thần Phong, nếu là không có Diệp Thần Phong lời nói, bọn hắn thần tộc sớm đã trở thành ma tộc nô bộc rồi. Hổ Quang Vinh tức giận con ngươi nhìn chằm chằm Hà Nguyên Thiên đám người, quát lên, thực sự là thật là to gan, các ngươi muốn giết Diệp Tông chủ. Xuất hiện tại tiếp tục động thủ à? Có tin hay không lão phu tự tay đem bọn ngươi trực tiếp đập thành bánh thịt. Được thần tộc cùng người của ma tộc xúm lại Hà Nguyên Thiên, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí, sắc mặt của bọn họ so với nuốt đại. Liền còn khó hơn xem, những này thần tộc cùng trong ma tộc không thiếu có thần đế cảnh cường giả, được nhiều như thế người cho xúm lại ở, có một loại từ đáy lòng nhô ra kinh hãi. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu đối Diệp Thần Phong bội phục quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi. Lấy tình hình dưới mắt đến xem, Diệp Thần Phong hoàn toàn là đem những truyền thuyết này bên trong thiên ngoại ma vật cho đã thu phục được. Quan trọng nhất là những ngày qua ngoại ma vật thực lực còn có mạnh hơn Diệp Thần Phong, cho nên đây mới gọi là chân chính kiểu như châu bò a hát. Hà Nguyên Thiên liên tục điều chỉnh trong lòng hoảng loạn, thân là Hà gia đệ nhất thiên tài, tâm lý của hắn tố chất tự nhiên cũng tốt vô cùng. Hắn nhìn hướng Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử, người cấu kết thiên ngoại ma vật. Người đây là muốn và toàn bộ thần nguyên giới là địch. Hà Nguyên Thiên cũng là đang trì hoãn thời gian, hắn nghĩ đến rời đi nơi này phương pháp xử lý, nhưng được nhiều như vậy thần tộc cùng ma tộc vây quanh, muốn rời khỏi nơi này căn bản là không có khả năng lắm rồi. Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí trong lòng là hối hận vạn phần, sớm biết sẽ là kết quả như thế, cho hắn thêm nhóm 100 cái lá gan, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng Diệp Thần Phong là địch. Diệp Thần Phong cười nhạt, người đây là đang uy hiếp ta sao? Uy hiếp của ngươi, ta bây giờ nghe đến làm sao như vậy buồn cười đâu này? Ngươi không phải là thích nhất lấy nhiều lấn ít sao? Hiện tại ta thỏa mãn ngươi một hồi, ngươi nên muốn hảo hảo cảm tạ ta mới đúng. Diệp Thần Phong khí thế trên người chậm rãi để được đưa lên, đương nhiên, ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi không phải là muốn tự tay giết chết ta sao? Vậy hãy để cho để ta xem một chút ngươi có bản lãnh này hay không đi. Dứt tiếng, Diệp Thần Phong để Lan Vân bọn hắn không nên động thủ, mà Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí ở dưới loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên là đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Diệp Thần Phong tuy nói bị một điểm thương, nhưng muốn đối phó Hà Nguyên Thiên là chắc chắc có thừa. Hà Nguyên Thiên cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó thực sự cách biệt nhiều lắm, hắn căn bản bắt giữ không tới Diệp Thần Phong thân ảnh. Chỉ cảm thấy trên bụng đột nhiên đau xót, một đại đoàn huyết phụ tại Hà Nguyên Thiên trên bụng nổ tung sau khi đi ra, hắn mới miễn cưỡng nhìn thấy một tia Diệp Thần Phong thân ảnh. Trên bụng được cực hạn một quyền đánh trúng sau đó Hà Nguyên Thiên thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ Hà Nguyên Thiên miệng bên trong phun ra tung tóe, thân thể bị thương tư vị để hắn lửa giận trong lòng cực hạn kéo lên, hắn là Hà gia đệ nhất thiên tài, hắn là thượng giới thiên tài trong đồng lứa người nổi bật. Hắn tuyệt đối không thể chết ở nơi này, hắn quát các ngươi những ngày qua ngoại ma vật nghe cho ta, bây giờ vùng thế giới này chính là do ta Hà gia trưởng khống, chỉ muốn các ngươi nguyện ý cúi xưng thần, tại Hà gia chúng ta dưới sự giúp đỡ, các ngươi là có thể tại bên trong vùng thế giới này sinh tồn được. Nghe được Hà Nguyên Thiên lời nói sau, thần tộc cùng người của ma tộc trở nên càng phẫn nộ rồi, để cho bọn họ cúi xưng thần. Thần tộc cùng ma tộc toàn bộ là người kiêu ngạo. Bọn hắn nguyện ý nghe từ Diệp Thần Phong, này hoàn toàn là một loại trùng hợp, bằng không lấy tính tình của bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghe theo còn lại chủng tộc người. Diệp Thần Phong không muốn nhiều lời. Dưới cái nhìn của hắn Hà Nguyên Thiên cũng không phải Hà gia thập sao nhân vật lợi hại, chỉ là trẻ tuổi bên trong thiên tài mà thôi. Một chưởng vọt thẳng Hà Nguyên Thiên đánh ra, lần này hắn toàn lực đánh ra. Long thần phiên thiên ấn đệ tứ ấn diệt thế.
Theo lý tới nói, một chưởng này đầy đủ để Hà Nguyên Thiên hài cốt không còn, nhưng tại một chưởng này đánh trúng Hà Nguyên Thiên thời điểm, từ trên người hắn nổi lên một tầng ánh sáng màu lam, tầng này ánh sáng màu lam đem diệt thế power hoàn toàn chống đỡ cản lại. Một bên Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí tại thấy cảnh này sau, bọn hắn liều mạng hướng về ánh sáng màu lam bên trong sông đi, bọn hắn thời khắc đều tại chú ý Hà Nguyên Thiên biến hóa, bọn hắn biết Hà Nguyên Thiên thân là Hà gia đệ nhất thiên tài, trên người nhất định sẽ có bảo vật. Mà Diệp Thần Phong bọn hắn nhưng là chậm chạp một giây đồng hồ. Chính là cái này một giây đồng hồ, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí đã xông vào ánh sáng màu lam bên trong. Sát theo đó, ánh sáng màu lam đột nhiên tăng vọt, tia sáng chói mắt khiến người ta ánh mắt vô cùng khó chịu. Theo thời gian trôi qua, đợi đến ánh sáng từ từ biến mất sau đó chỉ thấy Hà Nguyên Thiên, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí cũng đã biến mất. Diệp Thần Phong trận pháp trình độ cực kỳ thâm hậu, hắn vừa vặn cảm giác ra có trận pháp chấn động, hẳn là Hà Nguyên Thiên trên người có một loại nào đó truyền tống bảo vật, bọn họ là trực tiếp được truyền đưa ra khỏi nơi này. Được Hà Nguyên Thiên, Tề Khang Phúc cùng Trương Cùng Chí trốn, đối với Diệp Thần Phong tới nói thật là có chút phiền phức, bọn hắn nhất định sẽ đối ngoại công khai hắn cấu kết cái gì thiên ngoại ma vật các loại, đến lúc đó khiến hắn trở thành toàn bộ thần nguyên giới công địch. Bất quá, Diệp Thần Phong cũng không có gì đáng lo lắng được rồi, hắn sở dĩ phải ở chỗ này thành lập Diệp Tông, hắn chính là muốn một đường giết ra ngoài rồi, bất kể là ai, chỉ cần dám ngăn trở đường đi của hắn, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 133.